Hội quán Phú Lâm Airlines xin trân trọng kính chào quý khách. Tôi, tiếp viên trưởng Ngọc Lan, cùng với phi hành đoàn xin được đón mừng quý khách đến với chuyến bay mang số hiệu HGTL 01234567890. Kính thưa quý khách, chuyến bay của chúng tôi chuẩn bị cất cánh. Xin cảm ơn quý khách. Thay mặt cho hãng hàng không HGTL Airlines, xin kính chào siêu mẫu Ngọc Trinh. Xin mời đến với khoang hạng nhất có 102, tức là có 1 mà không hề có 2, của hãng hàng không Hội quán Tiểu Lâm. Chào mừng quý khách đến với HGTL Airlines. Dạ. Dạ mời quý khách. Dạ không, tôi không thích. Tôi đã nói là tôi cần đạt được đón tiếp như là một thượng khách. Ẩm tôi đi ăn. Dạ. Được. Đây anh Đạt. Có chuyện công sự ở đây vậy ông chủ? Đây quý khách này muốn ẩm vô ghế ngồi. Dạ xin lỗi, cái này là cái gì vậy? Cái này là cái súng nè. Đây là những dụng cụ để mà kiểm tra an ninh thôi à, siêu mẫu. Bây giờ siêu mẫu hãy vui lòng cho siêu mỏng này tới kiểm tra được. Được. Sẵn sàng. Giở tay lên. Cái gì vậy? Dạ sao ạ? Tôi nhạy cảm lắm. Nhột á, nhột lắm. Nhột. Tôi nhạy cảm chút xíu thôi mà. Dạ theo nguyên tắc của hãng hàng không của chúng tôi thì phải kiểm tra. Rồi làm lại đi anh. Trời ơi, giờ cao vậy. Ông cũng thích quá. Ôi, một cái nữa đi. Rồi, dạ. Dạ. Cái gì đó? Phát hiện gì vậy? Cái gì? Có cái gì? Có vũ khí gì không? Hay chất hóa học gì ở đây không vậy? Ông chủ à? Không. Cái này tôi nghĩ là chúng ta có thể thương lượng. Thương lượng sao? Tôi thề là tôi không có mang cái gì là mà nguy hiểm lên cho chuyến bay của các anh đâu. Tôi chỉ có cái gì? Ngại quá không biết nói ra có bị cái gì không á. Bây giờ cô cứ nói. Ông chủ kiểm tra đi. 4.000 đó. Nó kêu là tại vì 4.000 đó. Trời ơi. Dạ. Một bên 2.000. Hiểu rồi. Dạ. Rất là thôi, cảm ơn khách. Dạ. Thôi bọc mà bồng siêu mỏng vô. Có cái độ bồng luôn ha. Siêu mỏng. Ông chủ cầm đây, cái cây hàng của con giùm. Đây. Bồng đi. Trời ơi. Cái này cho ông chủ thích lắm nè. Ông chủ ông thích lắm á mà ông làm không được nè. Anh lớn tuổi rồi. Cảm ơn. Trời dạ. Ơi. Hay quá này, tiếp đón siêu mẫu. Dạ, cảm ơn. Xích beo nha. Xích beo rồi đi. Siêu mẫu tự xích beo nha. Được rồi. Thắt dây thắt cái nơ là được rồi nè. Đó, thấy ông dễ thương rồi. Trời ơi, hay quá. Rồi, dạ. Ổn ha ông chủ? Con rồi. Xuống đây chơi với ông chủ vui nè. Đói bụng quá à. Ủa? Con với ông chủ. Khoan. Đói bụng quá. Khoan siêu mẫu tôi hỏi chút xíu. Chờ chút. Nè. Dạ. Tao đang lái, tao kêu mày kính ở trong mày lái. Mình ra đây ở trong ai lái? Rồi thì con ra đây thì bà chủ lái máy bay. Phải có người lái. Ra đây ai mà lái? Trời ơi, em. Em. Hả? Em ra đây là ai lái trong? Ông lái. Cái gì? Anh ra đây rồi mà. Đạt lái. Hả? Ủa nãy bà chủ mình đúng đó bà. Ê, chủ. Ê, chứ sai gì rồi? Nhà mình bốn người. Con Linh lái. Bình tĩnh. Gì vậy? Có người lái. Cái gì vậy? Sao vậy? Con Linh nó biết lái đâu? Có người lái. Con Linh nó hay lắm. Nó không biết lái thì nó kêu nó tuyển phi công lái rồi. Trời ơi. Ai? Tuyển ai? Họ không biết đâu. Chuyện đó của nó đi. Mình tưởng không vậy. Trời ơi, lái máy bay mình có bằng mới lái được nha. Trời ơi, yên tâm đi. Nhà tôi là ai cũng biết lái hết trơn á. Con hên xui thôi. Được. Không sao đâu, siêu mẫu có bình tĩnh. Được, tôi sợ nha. Rồi, bây giờ ông đi vô trong đó đi, đi vô. Bà ẩu lắm nha. Con Linh nó có biết lái đâu mà. Thì bây giờ đi vô lái đi, có chết chắc gì đâu. Trời ơi, đi vô à. Sao xích beo rồi đi lang thang trên ghế được vậy? Trời ơi, sao cái beo anh kỳ vậy? Xích beo rồi kỳ vậy? Cái beo trong cái nơi mà. Còn xuống. Không sao, yên tâm đi. Trời, hãng hàng không này ổn lắm. Dạ, xin kính hỏi quý khách,
Quý khách có muốn dùng chi không ạ? Tôi nói rồi, nãy tôi nói với hai người này nè, tôi nói tôi đói bụng. Người ta đói bụng kìa. Dạ dạ, hân hạnh được phục vụ siêu mẫu. Alo, gì vậy hả? Làm một tô hủ tiếu gỏi ly trà đá cho khách liền nha. Cái gì? Ê, tôi là siêu mẫu, tôi mua cái vé mắc tiền để lên đi ăn bị gõ hả? Vậy chứ quý khách muốn ăn cái gì ạ? Cái nước yến đi. Nước yến kìa. Bị gõ mấy bài khác. Ủa, cuối cùng là vẫn cho ăn là mì gõ hả? Dạ. Nhưng mà mì gõ của hãng hàng không chúng tôi thì nó vô cùng khác. Nó không hề giống với lại các xe mì gõ ở ngoài đường đâu. Dạ, mời bà chủ hướng dẫn cách ăn cho quý khách. Dạ, khi mà chúng ta ngồi ở trên cái hãng thương gia thì chúng ta cũng phải có cái cách ăn rất là thương gia. Dạ. Tôi thiết nghĩ cô là một siêu mẫu thì cô cũng đã biết cái cách ăn của một cái người thương gia rồi. Đó là chúng ta ăn và chúng ta không để lại tiếng động. Dạ. Chúng ta hút một cái, một cái sợi mì nó dài và nó vô hết vô trong người của mình. Dạ. Chỉ bằng một hơi và không phát ra tiếng động. Nguyên tắc siêu mẫu à? Đúng. Mời siêu mẫu. Không ạ. Một thời một. Đó, phát ra tiếng động như vậy là không được. Vậy là không ổn. Không ổn rồi. Không nghĩ ra. Mất thần tượng quá. Cái hãng này phục vụ dơ bẩn quá. Không có, tại siêu mẫu. Sao vậy siêu mẫu? Tôi đâu có. Sao vậy siêu mẫu? Bị chứ cái vấn đề gì? Không phải, tôi đang ăn, tự nhiên kêu không đạt hiệu quả cho nên tôi sợ tôi mới nhả ra. Trời, lỗi của bà chủ rồi. Đúng rồi. Bà chủ ơi, thì không. Chị này sai rồi đó, làm lại đi. Không sao, trộn mình lại, ăn lại bình thường được mà. Trời ơi, đó hả? Nhẹ nhàng, mình phải nhẹ nhàng, siêu mẫu phải nhẹ nhàng. Biết lý thôi. Cầu đúng không bà chủ? À, bây giờ như thế này, chúng ta phải phòng những cái trường hợp bất trắc xảy ra. Dạ. Ví dụ như là máy bay gặp sự cố. Dạ đúng rồi. Đó. Máy bay đang bay vô dùng có khí hậu xấu. Dạ đúng rồi. Xấu. Xấu quá. Hướng dẫn cho khách đi bà chủ. Bây giờ bay. Trên quá rồi. Đúng rồi, trên quá. Lắc lư quá. Đừng ngồi đi, quý khách vẫn phải ngồi với tình trạng. Lắc lư quá. Đeo đang xích, lỗ tai quá. Bây giờ phải cắt cái lỗ tai hay sao? Bị bạo lực hả? Không phải, quý khách may mắn lắm được đi chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đúng của tôi rồi, đó. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta giả dụ chúng ta đang máy bay chúng ta đang rơi xuống biển. Bơi đi. Chuyến bay trước xong, không có chuyện gì xảy ra. Mày làm cái bà kia đi máy bay bình thường không có gì hết trơn. Mày bắt bà thổi mà bà ối đầy trên máy bay hết trơn. Ai mượn giặt áo cho người xem lưng. Tôi không có giặt áo xem lưng gì trơn á. Có giặt tôi giặt cho xem bụng thôi. Sắp tới chưa? Tôi không muốn ở đây cái giờ phút chị nào nữa. Chị cứ bình tĩnh. Bình tĩnh sợ đi. Sợ quá. Không, nãy giờ chỉ là một cái sự hiểu lầm thôi. Bình thường không có gì hết trơn á. Nghe nha. Gì ông? Sao ông? Ông qua ông khen tôi hả? Chuyện gì nói vậy? Ông chủ. Bà làm cái trò gì vậy? Hả? Bà là cũng giống ai đâu rồi. Bực mình quá. Bây giờ tôi ra đây tôi giải quyết chuyện này. Ai chẳng lo lái với bà. Ông Linh. Chủ tính đi. Linh à. Dạ cha yêu gọi con. Chuyện buồn lái ra đây con. Tôi có tôi đây không? Cái theo dõi đây. Có chồng. Dạ con chào cha yêu. Đây là buồn lái của mình cầm. Ủa? Ở đây vui lắm hay sao mà cha ra đây á, cha không có thèm vô lái máy bay luôn, để cho con lái mình con vậy, mặc dù con chưa có bằng lái gì hết á. Con à, bữa nay á, hãng của mình tiếp đãi một cái người siêu mẫu rất nổi ai tiếng. Này. Trời ơi. Dạ, con tưởng là con. Em đứng dậy
chuyện gì chút xíu được không? Dạ, ơi, đây là cái của khách. Nãy giờ em đứng nói chuyện được rồi. Ba ơi, tại vì con gặp thần tượng con mừng quá, con phải ngồi xuống vậy. Trời ơi, ở mình nhà mình chụp tấm hình tự sướng á nha. Trời ơi, trời ơi, trời bữa nay gặp được. Siêu mẫu, chụp hình cho con. Thôi khỏi đi ba, selfie đi cho nó. Đó, mình chụp vô chụp tấm hình tự sướng luôn đi chứ. Siêu mẫu người ta cao 1m9 lận. Siêu mẫu gì có 1m1 vậy? Không biết, mọi người mỗi nghề, này người mẫu thiếu nhi sao? Ê, đây, 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 chị nói gì là chị xúc phạm nghề nghiệp tôi nha. Đó có, tôi đâu có xúc phạm tới chị đâu, đúng không? Đó. Nhưng mà chị nói là chị phải để cho người ta nói. Chị nói tôi làm sao? Người mẫu 1m9 là cái chuyện bình thường. Người mẫu mà 1m1 như tôi mới lạ. Tại vì người ta là siêu mẫu gì đó, còn tôi siêu mẫu đồ bộ, được chưa? Đúng không? Siêu mẫu đồ bộ mà. Thần tượng cái siêu mẫu là 1m1 là mặt đẹp rồi, nè, đúng không? Siêu mẫu đó mà siêu mẫu đồ bộ á. Giờ catwalk cho coi coi. Vậy? Catwalk rồi. Diễn rồi nè, bây giờ diễn mà qua tôi ha. Ha, nếu mà qua tôi bỏ máy bay tôi đi xuống luôn. Còn nếu mà diễn mà không có qua tôi là bỏ máy bay đi xuống. Trời ơi. Nha. Tôi chắc làm đi, làm đi. Tôi chắc đi trước 3 bước luôn á. Làm đi, làm đi. Tôi chắc đi trước 3 bước á. Cố gắng mọi người ơi. Trời ơi, này chúng ta vui quá. Đó. Bà nín nha. Bây giờ tôi không có nói cái chuyện bình thường với bà nữa. Tôi đem mấy cái hàng chợ ra tôi nói với bà. Sao? Bây giờ người ta siêu mẫu, người ta cũng là con người. Đúng. Người ta buồn ngủ thì người ta ngủ kiểu nào kệ người ta. Đúng. Mắc chứng ôn gì đi chụp hình người ta làm chi. Đúng. À, người ta cũng phải ăn. Ăn mà ngồi mà nhỏ nhẹ như vậy thì chừng nào mới có thời gian làm việc. Đúng. Tôi không cần biết, đã nói là thần tượng của tất cả mọi người, thần tượng của giới trẻ. Thần tượng là chừng nào người ta bước lên cái sàn diễn của người ta thì người ta sẽ làm đẹp. Đúng. Còn cái sinh hoạt bình thường, người ta cũng là con người chứ không phải người ta là cô hồn. Thôi xuống máy bay đi. Khoan, bé lấy cái bóp cho chị. Ủa đi đâu vậy? Đi đâu? Xuống máy bay chứ đi đâu. Anh ba hỏi bà ngừng lại nãy giờ rồi mà.
kịp phỏng vấn thần tượng của con gì hết á. Đó, mẹ làm cho thần tượng con xuống máy bay luôn. Ai biết tự nhiên con lăng quăng đó vô dán xuống chưa biết đâu. Hết giờ bay. Ông chủ, bây giờ sao ông chủ? Hết giờ phục vụ, đóng cửa. Khoan, để đánh xuống hả? Hả? À, vô dụng không trong lần nữa rồi. Tự nhiên các mày múa vậy? Mày vô dụng không trong lần cái lần con bướm vậy? Đi chị, bấm cho đứng lại đi. Bấm cho đứng lại. Bấm cho đứng lại. Chị. Hả? Nãy giờ chửi chị quá trời. Chị là gì của anh vợ? Vợ. Vợ hả? Ừ. Già quá rồi. Lấy em đi, em tính lấy mấy bà. Hả? Trời ơi. Trời ơi. Mà chú. Trời ơi. Tôi đóng cửa tôi không phục vụ rồi mà ai mở cửa cho nó lên. Giờ nó chết chồng tôi rồi trời. Đóng cửa. Xin chào. Ủa trời, cái này nữa hả? Vậy nè, ai đây, ai đây? Em không biết nữa. Hả? Bởi vì kêu em vô quán để ăn rồi cái đè em ra bắt em bận đồ rồi. Em nghĩ chắc em làm Alibaba quá. Alibaba. Giờ mở cửa chắc 40 tên cướp đứng chỗ. Trong đây nè, có 4 tên thôi nè. Có 4 tên thôi là muốn trào máu rồi nha. Đừng nói 40 tên. 4 tên đại diện cho 40 tên đó. À đó. Nhưng mà đây là hội quán Tiếu Lâm. Trong đây giống như là một cái quán ăn. Nhiều món ăn ngon, nhiều món ăn hấp dẫn lắm. Chà, nhìn cái tướng vậy chắc là ăn cũng tốt lắm đây đúng không? Dạ, em khoái ăn lắm. Nhưng mà chả biết bạn có phải là Alibaba thiệt hay không nữa. Nhưng mà thôi bây giờ mình cứ vào trong đó đi. Rồi mình sẽ biết bạn là ai nha. Vào rồi biết ha. Vào rồi biết. Nào, xin mời hội quán Tiếu Lâm mở cửa ra nào. Tạm biệt. Mừng quý khách đến với một xứ sở thần tiên, một xứ sở không thể nào tưởng tượng nổi. Xí xí, ông là ông thần nùi dẻ hay gì vậy? Không biết ta đâu, từ từ sẽ biết. Đến với xứ sở thần tiên này, bạn phải có một vũ điệu chào mừng, hãy nhảy cùng tôi nhé. Vô. Hey. Gì vậy? Đi nhảy này. Đi nhảy gì? Đi nhảy này nhìn quen lắm. Ai ai quen? Aladdin phải không? Sao biết tôi vậy? Không nhận ra tôi, không biết tôi hả? Ông ai? Biết này là gì không? Cái này không biết kêu bằng cái gì luôn á. Cái đèn thần đó. Cái đèn thần hả? Biết tôi là ai không? Ông là ông cầm đèn thần. Đúng rồi. Số tôi nó vậy á. Là sao? Lẽ ra là cứ ôm cái đèn này đứng nhìn vậy đó, hết dầu cái châm vô, hết dầu cái châm vô, đứng cầm cái đèn vậy hoài luôn, số nó vậy. Vậy ê, bữa nay cứu phát được số rộng này giùm không? Dạ, tôi kêu làm gì ông? Bây giờ chà cái đèn cho ông thần xuất hiện lại để tôi giao cái đèn lại cho cậu chứ, bây giờ tôi cầm cái đèn vậy hoài, tôi đứng tôi cầm hoài tội nghiệp tôi chứ. Bây giờ tôi chà hả? Đúng rồi, chà, đọc thần chú đi chứ. Tôi đâu có biết thần chú đâu đọc. Đinh mấy năm trước trà là ra ông thần đèn mà. Trời ơi lâu quá nó đổi bát rồi ba ơi. Gắn gắn nhớ giùm tôi trà cái đèn đọc thần chú giùm cái đi. Mà giờ tôi không nhớ cái cao nó là cái gì nữa nè. Cao bát quật gì cứ trà nhớ trong đầu nhớ cái gì đọc thần chú nhảy múa nhảy vũ gì đó. Trời ơi tội nghiệp tôi quá mà. Tôi không biết. Lại không xuất hiện là không phải rồi đó. Chứ giờ nói cái gì mới ra. À tôi nhớ con thần chú rồi. Câu gì? Tờ hần chờ ú. Tờ hần chờ ú. Đọc nhanh 3 lần. Tờ hần chủ. Đúng rồi. Không. Có tí cười. Thần đẹp xuất hiện rồi. Tôi thần đẹp. Trời ơi, tao mừng quá. Lâu quá rồi mà ra đây được. Trời ơi, ông mừng quá. Ai thật con thật là cái thần. Đây. Ai? Aladdin. Aladdin đi à? Dạ. Không phải không? Dạ đúng rồi. Nhớ cách đây mấy chục năm ngươi ốm lắm mà. Dạ. Sao bây giờ ngươi mập như vậy? Tại con mau lớn. Chừng nào đẻ? Hả? Dạ chừng nào ông đẻ con đẻ. Thôi thôi. Lần trước á, ta cho ngươi 3 điều ước. Bây giờ, ta muốn lấy lại. Gì sao kỳ vậy? Cho ngươi. Ngươi phải cho ta lại 3 điều ước. Nếu không ta sẽ đi theo ta ám ngươi hoài. Không ngày nào ngươi ăn ngon, ngủ ngon. Biết chưa? Ba điều ước xin lại con đâu phải thần đâu con cho. Cứ xin đi, cái chà chà đó là nó sẽ có hiệu nghiệm liền. Ai xin?
ta. Ông xin mà ông kêu ông cứ xin đi. Ta đúng xin. Rồi, đúng ta rồi. Ta xin con biểu. Thì ông xin con gì? À để coi coi. Ta là thần mà bây giờ ta xin thì ta phải suy nghĩ. Dạ. Ta muốn thấy một cái điệu múa móc mỡ. Múa móc mỡ ông hả? Không. Người móc mỡ. Người múa móc mỡ thì ta coi. Múa mỡ thôi chứ móc mỡ. Thì múa mỡ thôi chứ múc móc rồi mỡ. Thôi được rồi. Ông cũng có mỡ mà sao ông đối xử với người có mỡ kì. Múa mỡ cho ta coi cũng được. Rồi, múa mỡ đi. Múa mỡ. Múa cho đẹp nha. Không đẹp là người sẽ chết cái đà đó. Trời ơi. Rồi chưa? Rồi chưa? Hay hay. Ừ được rồi. Được chưa? Bây giờ cô được ước thứ hai. Ước gì để vậy? Để coi à. Cái điều ước này ta muốn dành cho con gái cưng của ta. Là ai? Để ta kêu con gái ta ra. Không có con gái nữa. Có hả? Con gái cưng của ta đâu? Mau xuất hiện. Dạ, con xin chào cha. Ủa? Mà hôm nay tại sao ai móc cha ra đây vậy? Con hỏi là ai móc cha ra đây? À đây, chính là cha Aladdin. Ôi xin chào một anh chàng dễ thương, mấp míp, mỏng mỉm và rất là béo phì một chút. Tại vì Aladdin của em ngày xưa bay trên thảm không có thể nào mà mập như vậy được. Thì bay trên cái thảm mà mập vậy nó mới thê thảm đó. Được rồi, sao cũng được. Nhưng mà em rất là cảm kích vì anh đã chịu khó chui vô hang này để mà gặp em. Bây giờ em rất là mừng. Cha ơi, cha nhớ là cha cho con ba điều ước không? Bây giờ con thực hiện một điều ước liền nha. Được. Con em, một điều ước. Ông ước hết điều rồi. À, cha ước một điều rồi, bây giờ con một điều thứ hai. Có hai hả? Ồ vậy đó hả cha? À, một điều thôi con. Anh có thể múa rắn cho em được không? Và em sẽ trổ tài thổi sáo. Hả? Lấy đạo cụ cho ta. Rồi rồi. À đi. Giờ tôi múa làm con rắn hả? Bữa nay là con chúa thổi cho con rắn múa nha. Ừ. Làm sao mà con rắn nó từ lúc nằm á nha mà em thổi á? Nó dạ, phải con rắn nó ngồi nằm hay nó bò cũng giống nhau mà. Thì bữa nay nói vậy. Nói chung là con rắn nó cuộn tròn lại đó. Trước khi nó bò, hiểu chưa? Sao con cuộn được chứ? Trời ơi, ta muốn cuộn. Sao nó tròn? Không được. Dạ, cái này là con rắn hay là con trăn? Con cái bụng rồi. Cái đầu cái khó mà vậy. Rồi nè. Trời ơi. Đừng có múa điệu gì vậy trời. Hay quá vậy. 1, 2, 3 ta thổi nha. Thổi lên. Con rắn đang bơi luôn kìa. Bắt đầu. Bò đi. Cho con rắn nghe hip hop đi. Trời ơi. Thấp. Ôi cha ơi, con đã thấy vui rồi. Tính ra là chàng trai Aladdin này cũng làm cho con được vui. Vui không? Wow. Cảm ơn chàng. Anh già Aladdin nè, ra là giúp tôi hai ước rồi, tôi cảm ơn em. Có đồ ăn bồi bổ cho anh, đợi chút xíu nha. Anh ngồi xuống đây. Có được ăn. Đây. À, đồ ăn. Món ăn quen thuộc của xứ sở mình. Cái này ăn cái gì vậy? Trời ơi, cái món ăn này là mấy con rắn khoái lắm. Con làm sao? Tao là giới thiệu. Cái này là một món trứng. Trứng kiến không? Không phải. Đó là trứng. Mấy trứng này ướp la hết rồi đó. Chết đây. Không? Chết không? Không có chết. Món này mấy con rắn nó khoái lắm. Có thể ngủ lâu thôi. Được không mà. Chưa ăn chứ phải chưa liếm. Nhấp môi mà. Trời quất đi. Ăn rồi ăn rồi. Chưa phải uống rượu nhấp môi. Nó muối thơm quá. Đúng rồi. Ngon lắm. Thấy ghê quá. Ngon mà. Rồi, cảm ơn đã giúp hai điều ước nha. Rồi, sao nữa? Mời phu nhân. Mời phu nhân ra. Ê, ê, khoan, khoan, tí, tắt nhạc. Ai móc em ra vậy? Đây, người đã móc em ra. Aladdin. Rảnh ha. Người ta ở trong đây thì để cho người ta ở trong đây đi. Móc ổng ra chi vậy hả? Ừ. Dạ con rảnh mà, con rảnh con mới vô động chứ con không rảnh con đi chơi rồi. Không. Dạ.
có xin ba điều ước. À, mà ta đã ra xin được hai điều rồi, còn một điều cuối cùng ta muốn dành cho nàng. Đúng rồi, đúng rồi. Trời, Aladdin, tôi á, từ hồi nào tới giờ á, tôi ở trong cái hang này nè, mà hả, trong hang nó không hề có một cái gương nào hết để cho tôi soi mặt hết. Nên tôi không thể nào hình dung ra được nhan sắc của tôi nó đẹp tới cỡ nào. Ai cũng nói tôi đẹp hết mà tôi không có tin. Bây giờ á, Aladdin làm ơn á, cho tôi một cái gương để mà tôi tin tôi đẹp đi. Con thấy bà không tin là đúng rồi đó. Sao vậy? Đúng rồi đó. Ở đây ai còn đẹp qua tôi. Trời ơi. Má con á hả? Trời ơi. Má con mà chặt cái ớt à? Trời ơi. Nó là con của chồng tôi chứ không phải con tôi. Cái gì vậy? Con ghẻ hả? Khổ quá, ta đi có gắn có bao thời gian đâu mà hai má con là mâu thuẫn vậy. Dạy con lại đi. Trời, từ từ từ. Cái gương... Lấy gương ra đi để tôi soi coi ai đẹp hơn ai. Cái gương... Nè, nè, bây giờ chỉ cho. Nè, bây giờ nè. Hả? Đứng đây. Bây giờ, đây là cái gương ha. Đây là cái gương. Tôi là cái gương đó hả? Đúng. Aladdin là cái hình ảnh phản chiếu của tôi. À. Đó. Thì bây giờ tôi soi gương nè. À. Đó. Đẹp lắm. Trời ơi. Trời ơi, để nhạc cho gương nhảy luôn kìa. Trời ơi. Làm được hết trơn á, bực bội. Tôi phiền tà. Ta đứng ra. Ông chưa ở đó, ông chưa thấy gương bao giờ luôn hả? Ông nhìn vô là thấy ông luôn rồi đó. Ông Vũ sao vậy? Không có sao hả? Hồi đó giờ cũng chưa thấy gương sao cho con sâu chút xíu ông chủ. Gương ơi. Ê. Ê. Chạy cái rồi. Sao hại bạn? Trời ơi. Hay quá vậy ta. Hay quá vậy ta. Trời cái gương. Trời cái gương. Sao mập quá vậy? Sao mập quá vậy? Không giỡn nha. Giỡn nha. Thôi nghỉ nghỉ. Ông chủ như đây đủ rồi. Đây đủ rồi. Đủ rồi. Ôi. Bây giờ. Ê, cái gương bị lỗi rồi. Sao vậy? Cái gương bị lỗi rồi sao? Mình tới 4 người mà nó có 1 người vậy? Ờ kỳ quá. Cái gương bị lỗi rồi. Đập cái gương đi. Cái gương này bị hư rồi. Đây nha. Cái gương này bị hư. Trời ơi, giờ đập tôi dưới đây. Đây nha. Trời ơi. Trời ơi. Ngài là ai? Ta chính là thần đèn. Cái gì? Cái gì? Ông nói cái gì? Ở đây chỉ có một thần đèn thôi. À, là đi. Dạ. Chờ đó. Dạ. Đúng là ở đây chỉ có một thần đèn. À. Nhưng thần đèn đó chính là ta. Dù lý. Chuyện gì mới là có lý? Bây giờ tôi với ông thử thách. Nếu ông là thần đèn thiệt, tôi sẽ ở lại đây làm công không cho ông suốt đời. Được. Nếu ông là thần đèn giả, tôi sẽ đưa cậu Aladdin này ra khỏi động này. Được. Mời ông. Hay quá. Thần đèn à. Bước đầu là... Lấy cái chân này lên coi. Bây giờ con vợ làm thế được không? Rồi chống lên đi luôn. Chết. Thử thách này có lẽ đối với ông nó hơi khó.
Hồi nãy ông đã bảo cậu ấy cuộn tròn, bây giờ ông cuộn tròn với tôi được không? Hay quá. Cuộn đi. Đâu rồi? Cuộn đi. Cuộn đi. Ok. Chúc anh Đài, Lương huynh đây, chúc để không nhìn ra ta. Trời, tôi là chúc anh Đài. Đây là Lương Sang Bá. Chúc anh Đài, để còn nhớ không, ngày anh em chúng ta gặp nhau nơi Nam Sơn Đại Lộ. Cái đó bậy rồi. Hồi xưa đó là Đái Lộ, bây giờ là Tiểu Lộ. Cái chữ gì nó giống cái chữ này hả? Thì nó giống nhau nhưng mà ta xài văn chương. Ngày chúng ta gặp nhau nơi Lam Sơn Tiểu Lộ, không có thời gian nên ta chưa thể kết thân. Nay thời gian ấy đã đến rồi, ta muốn ta và đệ hãy thề nguyện kết tình huynh đệ, có được không chúc đệ? Nhưng mà thề tại đây. Tại đây. Đâu có nhang đèn đâu mà thề. Không có nhang đèn, ta sẽ mượn đôi đũa này để chúng ta cùng nhau thề. Nhớ cái chỗ này là bẻ liễu nè. Bẻ liễu làm nhang nhớ không? Ở đây không có cây liễu đâu. Thì tưởng tượng đi, đây là liễu nè. Bẻ đi, em muốn bẻ. Đó. Nam mô bảy cái đó kinh đó ba. Ôi lỗ mày từ từ. Thầy khác. Thầy. Music à. Tôi Sơn Ba xin tuyên thệ, xin minh chứng trên cao dài, không phải lòng với anh Đài. Ta cùng nhau thề nguyện đến thiên biên, ai quên lời sẽ ra bao ưu phiền. Gết cho mày kết bao thâm tình, thề không đổi tài. Đấy, phải đợi thầy nha. Tại đất liệu thay nhang đèn, xin minh chứng cho anh Đài, không bao giờ thay lòng. Ta vui về nơi thiền biên, chim tung trời xóa bao lì phiền, khép cho mày nước bao thâm tình, quyền không rẻ phần. Hồi nãy cái sao nó cứng nhắc mà hết hơi rồi, có sao không? Không sao đâu, đáng lý là cái này không phải liễu là để phải đổi lại. Lại đổi gì? Đũa. Tài nhang đũa, tài nhang đèn. Quên. Rồi đứng lên, xong rồi. Để à? Dạ. Để mừng ngày huynh đệ chúng ta gặp mặt. Nhậu ta à? Ăn nhậu hoài. Dạ. Cái mặt như bệnh gan mà nhậu mới. Ngồi mời đệ an tọa. Ai? Mình đàn ông mà sao bê đê quá vậy? Phải, mình đàn ông mà. Ta sẽ làm món ăn để đãi đệ. Bây giờ ta bắt đầu trộn thức ăn. Trước khi đi đó, ta có một thân một mình, cho nên mọi cực giả. Bởi vậy mọi việc ở trong nhà ta đều lo một mình cả. Bây giờ ta sẽ làm cho đệ ăn nha. Ủa, đàn ông mà làm được vụ này sao? Được chứ, đàn ông mà ở độc thân không làm vụ này chết đói chết à. Chết đói thời gian rồi nó mới ốm loài xương rồi nè. Ủa, đây trong cái gì đâu thấy cái gì bổ đâu trời. Trời ơi, rau củ quả mà không bổ. Thấy cà chua nè, không dưa leo nè, ngò nè. Cái quan trọng là bún. Bún có gạo, đó.
có bị tiểu đường không? Không. À, rồi vậy ăn vô để tôi bỏ thêm muối vô để tiểu muối chơi. Ui, nó bày ra gì ta làm nay thôi chứ ta cũng không biết nha. Lỗi này không phải do ta. Món này biết món gì rồi? Cái này người ta gọi là tả bí lù. Không phải tả bí lù. Ăn ấy. Mời mà. Ăn trước là dở, lỡ có độc rồi sao? Không có độc đâu. Thử có độc không? Không. Ha. À, nguyên một trường ủng hộ luôn á. Ta làm gì dữ vậy? Con gái ý bà quên con trai à, phải ăn từ tốn. À, ý của đệ là ăn từ từ mà tốn á, đúng không? Đúng rồi, mình phải ăn từ tốn á, ăn hết cái này là rồi được. Mình biết ngày nãy mà ta mời cơm mình đâu có ăn. À, đây thôi mời đệ một bảo chung trà. Cái chung này quý nên người ta mới gọi là bảo chung. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chứ cái chung này nếu không quý ta kêu Hoài Linh rồi. Bài. Cái chung là cái chung, cái ly là cái ly, không? Cái này là cái chung. Đúng rồi. Nó quý gọi quý. Là bảo chung. À. Nhưng mà cái vật quý là thường thường là đồ cổ. Mà đồ cổ thì ngày xưa thì người ta làm bằng tay cho nên nó không đẹp. Cho nên mặc bảo chung cũng không có đẹp. Sau khi ăn uống xong xuôi rồi, ta muốn dẫn đệ đến một nơi. Nhưng có lẽ cái phần này thì ta không bằng một người bạn học của mình. Chờ ta nha. À, ai nữa? Quỳnh đệ à? Quỳnh đệ. À, giới thiệu với Quỳnh đệ, đây là Trúc đệ của ta. Đệ ra mắt Quỳnh đệ. Nãy là Quỳnh nói đã lâu, nay mới được gặp Trúc anh Đài. Đài. Ở nhà tên em Đài nên vô đây anh Đài. Nhan sắc thật là kỳ lạ quá. Dạ. Hân hoan Trúc huynh đã đến với ngôi trường này. Nhưng mà nói với Trúc huynh đến ngôi trường này phải có một cái nghi lễ để chào đón ngôi trường này. Trúc Linh, Trúc anh Đài. À, nhìn nhan sắc quẩn cả môn chứ. Trúc huynh à, hãy làm theo đệ. Làm gì? La 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 la. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Đến đến ngôi trường này thì ta chính là học sinh. Cùng nhau cố gắng ăn, học, 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 học để đổ thành tài, thành trạng nguyên. Yeah, yeah. Mời. À, vô trường. Mời. Này á. Vô trường này chào sân là phải như vậy đó. Mời. Mấy bữa ta cấm mà gãi cổ luôn. Đừng nhìn nữa, đừng nhìn ta nữa. Thử gái dùng cục kia. Yeah, yeah. Đến của trường này, ta học để đồng đổ thành trạng nguyên. Yeah, 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 yeah. Chúc Chúc Quỳnh à, Chúc Quỳnh à, không có sao đâu. Hãy đứng dậy. Ý. Vô duyên. Vô Quỳnh à, Sao Chúc Quỳnh có cái gì đó kỳ lạ lắm? Không sao, người ta là con nhà khá giả nên người ta có thời gian đi tập chim. Nên có phần hơi dư vậy thôi. Đừng quan trọng. Tập ta đó. À, Chúc đệ à, ở đây anh em ta lâu lâu cũng phải đi
massage cho nó thư giãn. Ở đây á có mấy tiệm massage đã lắm. Ta sẽ dẫn chúc huynh đi massage. Ờ, tiệm gì ta quên rồi ha. À, gần đây mấy dặm có một tiệm massage. Nhưng mà nó có hai loại massage đó nha. Đúng rồi, massage nặng và massage nhẹ. Massage nặng là sao? Massage nhẹ là tiệm nào? Bây giờ hai huynh muốn loại nào? Massage nhẹ. Ở gần đây là tiệm là Dặm Nát Xương Quán. Cái đó nhẹ quá, ta muốn cái nặng hơn. Xa xa thêm chút xíu nữa là có một tiệm là Dặm Tan Nát Bấy Nhừ Xương Quán. Hai tiệm của đệ ta không thích tiệm nào. Nghe mấy cái tiệm kia thấy ghê quá. Ờ, tiệm của ta là gọi là Hốt Cốt Quán. À, thôi huynh đệ hãy ở đây tiếp chúc đệ cho ta. Ta đi công chuyện một lát, ta sẽ trở lại. Lưu huynh cứ yên tâm. Chào. Dạ, chúc đệ. Dạ, nhớ đừng dẫn đi massage nha, tại lắm. Cái khác đi, lát nhìn nhan sắc người ta nó này nó nọ nữa. Chúc huynh à. Cái gì? Chúc huynh hãy ngồi đây đi. À, cái gì vậy? Chúc huynh hãy ngồi đây đi. Cái gì vậy? Đợi đệ một chút, lúc nãy đệ đang đi toilet mà bị Lương huynh kêu ra vội quá. Bây giờ đệ vô đệ đi lại. Thông cảm cho đệ nha. La 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 la. Ủa sao mấy người này bỏ mình đây mình vậy ta? Không lẽ mới vô cái trường này có chuyện gì xảy ra nữa? Ủa, chú Minh Đài đó. Sao giờ quán ta mà không cho ta biết? Ai đây? Ta là anh em song sinh của Mã Văn Tài, tên là Mã Chí Tài nè. Nhớ rồi. Nhìn cái bụng lùi này nhớ liền luôn. Sao khỏe không? Khỏe. Lâu ngày không gặp, đứng dậy coi. Trời, nhớ quá trời. Mặt luôn. Mặt cái màu này đẹp quá trời luôn. Ừ, rồi. Sao vậy? Mày đàn ông, đàn ông ôm nhau kỳ lắm. Đâu có sao. Được. Đàn ông ôm mới là rõ hết thân mạnh. Đơn mặt, đơn trời. Cái gì vậy trời? Ây, đau, đau. Tôi gì mạnh tay quá vậy? Lạ gì ta? Lạ gì? Nè, ta nói cho chú Bình Đại nghe. Thật ra ta đã biết cái chuyện bí mật của chú Bình Đại. Ta biết rồi, nhưng mà ta sẽ không nói cho ai biết đâu. Nhưng bù lại là phải chiều lòng ta đó nghe. Chiều gì? Muốn gì? Chồng cười kỳ quá. Cái gì đâu? Làm ta đó là tại ta cứ giấu cho. Đấy, đây 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 làm cái gì vậy? Đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi thôi nha. Ngồi thôi, không phải bậy bạ nghe, nghe lâu lắm rồi, cái chuyện này lâu lắm rồi đó. Yeah, ta lấy cái ghế ta ngồi ghế, lâu ngày không gặp ta nhớ quá trời quá đất luôn à. Có gì đâu mà ngại chứ. Có gì đâu mà ghê. Ghê. Hả? Trời ơi. Trời ơi. Tại sao vậy? Cái gì vậy? Tại sao vậy? Hả? Giang phu. Giang phu. Cái gì? Giang phu giang phu ở đây. Chúc anh Đài, tại sao đang làm như vậy hả? Ai đây? Trời ơi, không nhận ra ta sao? Ta, anh em song sinh với Mã Chí Tài, Mã Văn Tài đây. Cái gì? Lâm mấy chân hả? Anh em song sinh thằng nào tao không biết. Không giống hả? À, ừ vậy thôi bỏ. Ôi người đẹp của lòng ta, ôi con chim xanh bé nhỏ của lòng ta ơi. Mày, đó là người của ta. Người của ta? Ai đánh lộn đi. Ôi người đẹp của lòng anh ơi. Đừng 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 có co kéo nữa. Người đẹp này là của ta. Của ta nè. Chúc anh Đài, bây giờ nàng hãy chọn đi. Chọn một là ta, Mã Văn Tài, hay là tên kia. Nói đi, người ấy và tôi em chọn ai? Sao em ra thì ra đi. Em có cái tính là bạn thân của anh em cũng không chừa. Đâu có, người ta có người chứ đâu. Ai nào? Lương Sơn Bá. Bá là nào? Bá. Bá là thằng nào? Bá là Lương Sơn Bá. Ở đây không có thằng nào bá hết. Trời, cái gì kỳ vậy?
tránh ra. Cái gì? Trúc Huynh. Cha ơi, tại sao Trúc Huynh lại có mặt trong căn nhà của mình? Con nói cái gì vậy? Hả? Dạ thưa cha, đây chính là người mà con đã hằng mong chờ. Trời ơi, trời ơi, người mà cô hằng mong chờ là người này sao? Trời ơi, bột giặt ôm ơi. Là sao hả Trúc Huynh? Người ta là con trai mà ôm ô gì? Đúng rồi Trúc Huynh. Không thể được. Cha, con biết cha rất là khó, áo mặc sao qua khỏi đầu, con biết rồi. Nhưng mà con mong cha hãy tác hợp cho con và Trúc Huynh. Không thể nào. Ôi, trời ơi. Đánh ra. Nếu mà cha không cho phép, con xin thành nguyên sinh. Trời ơi, con gái. Để con đi theo chàng. Thôi để hai đứa mình bỏ nhà đi đi. Không có được. Không được. Bây giờ gì nè? Bây giờ Thiếp biết rồi. Cha của Thiếp rất là khó. Thôi thì chàng vì thương Thiếp, chàng hãy vượt qua một cửa ải. Cửa ải gì nữa? Bây giờ để Thiếp đi. Ôi, sao cái chỗ này nó khó quá vậy ta? Cái gì vậy? Cha ơi, nếu như mà Trúc Huynh vì con mà múa lụa được thì con xin cha hãy tác hợp cho hai con nha cha. Trời ơi, Trúc Huynh ráng lên. Bây giờ em múa như thế nào thì Trúc Huynh sẽ múa như vậy nha. Cái kiểu này biết rồi, đem hai dây đó nè. Nếu không cho thành dư nợ đứa sợ dây thắt cổ chết. Không, Trúc Huynh phải vì em. Để em múa trước cho Trúc Huynh coi nha. Con ơi. Tại vì lâu ngày con không múa kìa. Nhưng mà bây giờ con biết là Trúc Huynh rất là giỏi. Vừa hát vừa múa lụa được nè. Trúc Huynh hãy làm cho cha em xem đi. Là giống hồi nãy vậy đó hả? Dạ. Đừng tên ba đừng đánh đài, đừng tên ba đá. Thấy Trúc Huynh múa lửa. Trúc Huynh dẹp hết đi, hãy về với đội của em. Trời ơi, đất ơi, cái gì vậy? Trời ơi, vô quán này giới tính nó loạn xà ngầu hết trơn rồi, thấy chưa? Ở vậy giờ mình biết giới tính rồi. Trúc Huynh. Trời ơi, bây giờ tính sao đây cha? Nè, cha nói cho con biết. Dạ. Con không thể nào giành trai với cha được. Trời ơi, cái gì vậy? Thôi đệ nha, đệ vừa có một đứa con gái ca đó không hay rồi múa cũng dở nữa thôi. Cái gì vậy? Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Rồi chúc mừng đệ thêm một lần nữa nha. Mà vô quán của ta rồi bỏ bùa mê thuốc lú để cho cha con anh em nhà tụi tôi phải đi theo ông là tại sao hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Dạ đây là Trúc Huynh mà. Định thần đi thần đi chú ơi. Trúc Huynh, tôi là ai đây trời? Trúc Huynh phải về với đời của muội. Cái gì anh vậy? Đài, anh Tài, muội nên nhớ ta là chồng của muội. Bậy, nàng là không có, bỏ đi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Hai đứa yêu nhau, hai đứa yêu nhau. Hai đứa này yêu nhau rồi, cái đứa này cũng thèm cái đứa này. Cái đứa này thèm cái đứa này là sao? Khó nói lắm. Cái này hồi nãy thấy múa lụa là biết rồi, về đội của tôi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Hiểu. Chuyện gì hả? Học ba
sao nhiều lầu với nhau? Không lẽ các huynh không nhận ra ta sao? Ai đây? Ta là Lương Sơn Bá. Ồ, Lương Sơn Bá. Ta đến để nói cho các người biết, cùng học chung một lớp với nhau, cùng học chung một trường với nhau, tại sao không thương yêu nhau tình bằng hữu? Mà... anh Đại, tới nữa. Ta đã nghe gia đình nàng nói về nàng rồi. Ta biết nàng là gái giả trai. Trời ơi. Ta đã đến chúc gia trang, xin với cha của nàng và cha của nàng nói với ta rằng triệu nàng về gấp để có chuyện lão chúc muốn nói gì đó. Trời. Gia đình em có chuyện xin tạm biệt chị nữa. Tình yêu của tôi. Bỏ liền, bỏ liền cái đó heo. Ta bỏ. Trời ơi. Tại trời sao lại đẹp vậy? Bà đâu có đẹp đẽ vậy đâu mà bây giờ dành làm cái gì không biết nữa hà. Nãy tôi khen bà đẹp mà tôi ngượng miệng muốn chết luôn vậy đó. Trời rốt cuộc là gái hay trai, trai hay gái vậy trời, tôi không biết gì trơn vậy. Trời ơi, con trai là còn đỡ nhưng chứ con gái mà có nhan sắc là bỏ luôn đó. Chào, xin mời chú anh Đài, mời Lương Sơn Bá đến đây. Em sợ lắm. Ông chủ, cái này là con người, ông chủ phải nói tiếng người ta mới hiểu chứ nói tiếng chó sói mà không hiểu đâu nữa. Ông ta không hiểu. Đây, rồi. Tiếng người đi. Ta đã dựng cái quán này trong chỗ rừng thiêng nước độc để cho ăn con. Dám ăn nổi không? Ừ, câu nào ta cũng ăn hết. Cái gì vậy ông chủ? Nhưng gia đình sói ta có một cái nguyên tắc. Nguyên tắc gì? Không ăn thịt bừa bãi. Vô đây. Vô đây, vô đây. Ngươi nhìn đi, ngươi biết chúng ta là ai không? Biết, ngươi biết. Lên đây. Chó mặt xệ. Mặt xệ. Ngươi nhìn ta có xệ không? Nói sai rồi, chó sói mặt xệ. Xệ không xệ, chuyện đó của ta không quan tâm. Ta có một nguyên tắc, tất cả những con người ta đều ăn hết, chỉ trừ một người rất thân gia đình chúng ta. Ai? Không bao giờ ăn. Ai vậy ông chủ? Đó là cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Kỳ vậy? Ở trong cổ tích là cô bé Hoàng Khăn Đỏ thì ăn được mà. Mày làm cái gì vậy? Ông chủ hú hú theo, hú hùa. Mày làm cái gì? Bây giờ ăn thịt cô bé này được không? Cô bé này không được. Ta đã nói rồi, Hoàng Khăn Đỏ là người thân của gia đình chúng ta, không có ăn. Mà tôi không biết cô bé này phải Hoàng Khăn Đỏ không? Vừa nói đúng, không biết có phải là cô bé Hoàng Khăn Đỏ thật hay là không. Trời. Muốn như vậy, chúng ta phải thử thách coi cô bé này đúng là Hoàng Khăn Đỏ không? Có ý kiến gì không? Cô bé có cái nơ màu đỏ nữa. Con nhớ rồi nha. TV là ca sĩ nổi tiếng ở trên TV Channel Animal. Ở trời à, cái cô mà hát trên cái channel. Ủa? Ta biết rồi. Ai? Có phải là ca sĩ gì Ngân Nga không? Ca sĩ rồi. Ca sĩ Ngân Lượng. Ngân à? Tầm mày luôn rồi. Ca sĩ Ngân Hàng. Hả? Dạo này thiếu tiền lắm hả? Không phải, không phải. Con biết cô này. Cô này là cô ca sĩ Ngân Quỳnh. Ngân Quỳnh. Cô bé, nghe ta nói. Bạn của ta là cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Thường thường vô khu rừng này hay nhảy chừng sao. Vậy cô bé có biết nhảy chừng sao là gì không? Nhảy sao hả? Dễ ẹt ra vậy nè. Làm thử coi. Nhảy chừng sáu làm sao? Nhảy coi. Nhảy chừng sáu là như vậy. Mày nhảy như vậy mới đúng là bạn của ta. Cái chân phải nhảy như vậy. À vậy á. À. Cái mặt phải hướng lên trước. Cái miệng phải biết sáu nữa mới gọi là nhảy chừng sáu. Mày biết sáu à? Nhảy theo ta. Cái khuôn mặt phải hướng lên. Được chưa? Được, được, được. Con đuổi quá rồi. Dạ ơi, không phải đâu. Không
mà còn hồi đó quẹt khăn đỏ hả, hay vừa lắc vòng vừa bắt bướm với con hả? Lắc vòng lắc vòng bắt bướm mà. Đúng rồi, đúng rồi. Phải lắc vòng bắt bướm thì mới đúng là con bé hoàng khăn đỏ. Để lấy vòng lắc vòng rồi mất thằng bằng đang gì mình thấy thằng bằng đâu mà bắt bướm vậy, như vậy phải là cô bé hoàng khăn đỏ rồi đâu. Chuyện nhỏ chơi luôn, đưa lắc vòng cho con rồi. Lúc nãy ta nghe con gái của ta nói cô bé là ca sĩ Ngân Quỳnh. Đúng rồi, đúng rồi đó em. Là ca sĩ thì chắc chắn phải hát được đúng không? Thì dĩ nhiên rồi, ca sĩ không hát thì lấy gì có tiền. Quá thì chốt. Thì bây giờ cô bé hãy hát một bài hát cho ta nghe. Bài hát gì? Bà muốn nghe bài nào? Ta thích nghe cải lương lắm. Cải lương nghe sao? Hát cho ta nghe bài Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà. Hát với giọng hát opera. Cái lương mà bằng opera hay đó. Có làm được không? Làm được không? Bởi xa cơ nơi chiến trường thỏ tiền, nên Võ Đông Sơn đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà. Bây giờ nếu mà như vậy thì ba môn thể thao vô một chỗ nè, vừa lắc vòng vừa bắt bướm vừa nhảy chân sáo vừa hát cái đua bê-ra nè. Ba ít ác ghê. Vô nè, nhạc nè, vòng này đâu rồi nè. Đâu, đưa vòng đi. Trời ơi, không có thì sẽ bị ăn thịt. Lắc vòng, lắc vòng trước đi, xuống vô đây. Bắt đầu, lắc. Bắt bướm đi, cầm đi. Thôi, vừa lắc vừa hát đi. Bởi sao cô nơi chiến trường thỏ tỏ. Vậy là đúng là cô gái hoàng khăn đỏ rồi đúng không? Cô bé hoàng khăn đỏ. Thôi em không thầm đây, em không phải cô bé hoàng khăn đỏ đâu em. Thôi, đi. Thôi đừng có làm như vậy. Trời ơi, bạn con bé hoàng khăn đỏ bị ăn thịt dở đó mà đi hả? Mời cô bé hoàng khăn đỏ ngồi. Nhà mình tiếp đãi ăn đi. Cho ăn đi. Trời ăn gì đó đi trời. Đừng lấy đồ ăn cho mời cô bé ăn xuống đi. Dạ, để con chạy ra. Lấy lẹ lên. Để con chạy ra ngoài đây con nấu được ăn. Trời. Chân mày kỳ quá. Chó mà nó chạy như khỉ. Hồi đó bây giờ cô ăn phở bò chưa? Ăn rồi. Phở gà chưa? Rồi. Phở heo. Ăn luôn rồi. Bữa nay tao mời cô ăn phở chó. Chó là do chó nấu. Ôi trời ơi, hàng chi nhìn với thấy dấu chân chó xung quanh đây quá trời. Không có đâu, ba tạo lao chơi luôn. Đã vô rừng rồi tôi không sợ một con nào thằng nào hết. Ăn đi ra. Ăn đi. Ăn như vậy luôn. Nước leo rồi lại ngất xỉu. Con ta đã bị trúng độc chăng? Ai vậy? Ai hạ độc con ta? Ai? Ai? Bác nội bà nội đừng nói tôi hạ độc rồi nghe. Cô với tôi là khách nha, khách mời nghe. Hồi nãy giờ chỉ có mình cô là cái tù mơ này. Đúng. Vô lý mà. Cô lén bỏ thuốc độc vô đây phải không? Cô nào trời đứa ơi, tôi khách mời rõ ràng mời tôi ăn nha, ớt nhiều thấy mồi tôi cũng đáng mấy ăn nè. Thấy không? Đang ca mà đang hát tôi cũng ăn nữa, giờ tự nhiên bỏ thuốc độc làm gì? Bằng cớ đâu? Ai là người nấu tô phở này? Dạ, ông chủ, chính con là người nấu tô phở. Mày! Người hạ độc con gái ta. Mày hạ độc à? Đó, đó. Trước khi nấu, con đã chà hai tay hai chân xuống đất sạch sẽ rồi mà. Nó chà xuống đất sạch sẽ.
Nhưng mà đâu phải lỗi cho con đâu. Con sạch sẽ coi coi. Con ra ngoài sông, con vớt nước, con nấu đàng hoàng. Nhưng mà đồ ăn cái cuốn đó bà chủ đi chợ. Cái gì? Bà. Đúng rồi. Thì ra là bà hại con mình à. Tại sao? Hả? Ông là người chở tôi đi chợ mà. Đúng rồi, cái lỗi của cha này nữa. Con chở đi chợ mà ông lựa cái chỗ mà cái hàng thực phẩm đó, nó bị ôi thiêu. Cho nên cái lời đó. Đúng rồi. Ông chở tôi đi cái chợ chầm khỏi đằng kia kìa. Đi ngang qua một cái hàng thịt. Không, mọi người bình tĩnh suy nghĩ chín chắn đi. Tại sao bà này ăn vô mà không chết? Đúng. Một cái muỗng. Đúng rồi, chính nhà ngươi đã hạ độc. Cái muỗng có độc trong cái muỗng của bà này đút cho tiểu thư ăn. Đúng rồi. Bà này đã đầu độc. Trời ơi. Dừng tay. Ông ngoại. Dừng tay lại. Dừng lại. Không thấy ta hoàng khăn đỏ à? Ta là cô bé, ta sợ là ông già. Ta là đạo tỳ. Ta đi khiêng hòm á. Ủa sao? Đi ngang qua đây. Nó bị cái gì vậy? Không biết. Bị bà này đầu độc chết. Đúng rồi con á ông. Bà này đã dùng cái muỗng có độc nhúng vô tô phở cho cô này ăn. Có độc bà chết. Vậy con có ăn không? Hồi nãy hả? Hồi nãy hả? Con không ăn. Bà ăn rõ ràng cái miệng của bà còn dính miếng thịt. Dính cô ăn mấy gấp. Không, nếu con có ăn là coi chừng con trúng độc đó. Hả, con trúng độc hả? Ờ. Thì chưa ông nói con mới nhớ. Con mặt quá. Hả? Con bụng rụng tay chân của ông ơi. Có độc. Cùi này nó hại con ông ơi. Nó hại con. Ê, bà trúng độc mà bà có nhắc tuồng nữa. Nhắc bà trúng độc bà mới nhớ. Vậy con mày chó mà mày nhiều chuyện quá. Rõ ràng hỏi trúng độc không? Đây chó cha nè. Đây chó đẻ. Ê. Đẻ ra hai con này. Đúng không? Đưa thôi. Sói muốn. Đây là cũng do tụi bay hết. Tụi bay làm ăn mà không có lương tâm. Cái gì không lương tâm? Tụi bay muốn hại người ta. Muốn hại con này nè. Tụi bay bỏ độc đồ vô. Không những tao rình lâu lắm rồi. Cái nhà tụi bay là làm ăn không có lương thiện. Trái cây cũng bỏ thuốc nè ha. Cái gì cũng bỏ thuốc vô. À, trái cây thì hái lúc còn xanh rồi ngâm thuốc vô. Rồi người ta ăn vô người ta ung thư, người ta bệnh, người ta chết. Ai cuối cùng sao? Con mày lãnh hậu quả. Hậu quả mấy đời lắm đó. Làm ăn ác đức à. Mai là tao có miếng thuốc rồi nè. Rồi, còn con nữa. Con có sao không? Rồi, tỉnh hết rồi, hay không? Thấy thuốc tao hay không? Hay. Tao là người phàm mà thuốc tao hay lắm. Mai là tao cứu đó. Cảm ơn ông. Bỏ nghe chưa? Dạ. Từ nay cho đi không có làm ác được như vậy nghe chưa? Mà không nhận thuốc tao hay thiệt. Dạ. Tao cũng không ngờ luôn đó. Thuốc đó đâu vậy? Ở đâu vậy ông? Tao kỳ kỳ ở cái cổ tao cho nó uống mà hết á. Cái gì vậy? Ào lao. À, xin mời cô bé hoàng khăn đỏ Ngân Quỳnh và ông nội em ngoại gì đó với anh em Hoài Linh. Dạ. Chào cô. Con chào ông. Hồi nãy vô cô có thấy cái thằng nào mà nó ốm đeo cái kiến cận mà nó có những cái hành động gì hơi khùng khùng điên điên ở đây không? Con khổ quá mà ông ơi. Vừa mới gặp xong. À đúng rồi, nó hay nói khổ quá mà đó. Đúng ạ. Ngồi xuống đây đi. Ơ, tôi ngồi bên này, tôi ngồi bên này. Đây quán rộng mà muốn ngồi đâu ngồi. Dạ, có hai cái bàn nên kêu rộng. Cái thằng đó. Sao ạ? Tôi mướn nó làm phục vụ ở đây. Dạ. Tôi đào tạo dữ lắm. Dạ. Gần cả chục năm á. Mà không biết lúc sau này nó dở cái chứng gì mà rất là lạ. Gặp ai nó cũng kêu khổ. Tôi kêu nó làm một đằng, nó làm một nẻo không à. Dạ. À, tôi kêu nó tính tiền khách. Nó không lấy tiền, mà nó vô lấy tiền trong quầy ra nó đưa cho khách. Có con không tin đâu. Để tôi chứng minh cho cô coi. Đạt à? Đạt! Tôi khổ quá mà. Đi đồ ở đây. Đi lấy nước cho khách uống. Dạ biết rồi. Đạt! À! Làm gì vậy? Cả cuộc đời em, người yêu em chưa có người yêu mà tại sao anh hôn tay em? Anh chỉ lấy nước cho em uống thôi mà. Anh vừa làm gì đấy đâu phải là nước. Ừ. Về lấy nước uống mà, đâu lấy nước nữa.
bị bà. Muốn chày cái mỏ luôn à. Mày làm cái gì vậy Đạt? Con lấy nước cho cô. Ta lấy nước mà. Lấy nước thì lấy nước đó. Ta hiểu rồi. Hung tay cổ đi. Trời. Mày lấy nước gì vậy? Cảm ơn anh. Nước này người anh từng uống. Trời ơi, cái gì vậy? Dạ, ông chủ kia hung tay cổ. Tao nói hồi nào? Nè. Thôi được rồi. Thôi được rồi, để em làm cho nè. Anh mời em ngồi cái đấy thì em sẽ mời anh ngồi cái này thôi. Anh, em cũng có nước uống mời anh. Cái này là hút. Em đòi hút hung tay anh hả? Đúng, hung tay anh đấy. Cái này hung tay. Đúng. Cứ khổ quá mà. Đó, nhưng mà cô thấy chưa, nó tự nhiên nó là vậy đó, khổ lắm. Nước tương mà nó cũng còn uống mà. Còn nhiều chuyện xảy ra trong cái quán này lắm. Gái cưng của tôi đó, lúc nào nó cũng tưởng tượng nó đây là võ đài hết đó. Nó càng cứ cầm cái bảng nó 21, nó cứ đi qua đi lại. Là bạn tôi là quán ăn mà nó tưởng là võ đài đó, hiệp 1, hiệp 2 rồi đó. Kình ngư ánh viên không dạ. Mà thiệt ra là bà cụ như là bán bồ dồi viên vậy đó. Thôi nhà tôi có thấy đó, tôi mở cái quán này hồi xưa thì là có hàng phục vụ rồi vợ con phụ giúp, bây giờ tôi một mình tôi làm hết dạ. Nấu bếp cũng tôi đó, phục dạ. vụ cũng tôi, đi chợ cái gì cũng một mình tôi làm hết dạ. Bởi vậy tôi mới quyết định là đã đăng cái bảng tuyển người phục vụ dạ. Nhưng mà người phục vụ của quán tôi là phải đặc biệt dạ. Không phải là bình thường dạ. Phải biết ca hát và thứ nhất là bằng MC nữa, tại vì lâu có những cái buổi tiệc cưới cô biết không? Dạ. Tổ chức đây rất là lớn. À, tôi quên hỏi, cô có thể làm phục vụ quán tôi được không? Không ạ, à, tại sao ạ? Tại vì tôi thấy cô hồi nãy giờ cô ứng xử rất là nhanh nhẹn. Đó, cô gặp cái thằng phục vụ tôi là cô biết là nó mời cô uống những cái thứ mà khó uống mà cô lại bắt nó uống là được. Rồi chờ tôi ra, tôi lại biết cách hô hấp nhân tạo rồi. Hay là cô làm phục vụ chỗ này đi. Được nha. Vào đây là tại vì ông đói quá, đi hát giọng đây mệt được quá rồi. Chú ơi. Rồi anh... có đồng nào ở trong người mà. Con đi vào đây con xin ăn chú. Bây giờ chú bảo con đi vào làm. Ờ vậy tốt. Bây giờ là con biết ca hát gì không? Con biết ạ. À, hay quá. À con có thể biểu diễn cho chú con trước được không nè? Dạ được ạ. Đâu? Đây ạ. Cô hát bài gì? Con sẽ hát một bài mang tên đúng như với con. Đó chính là bài Chân Ngắn ạ. Chân ngắn, em có làm sao? Em chưa xấu hổ đâu mà em thấy rất tự hào. Chân ngắn thông minh mà, chân ngắn đáng yêu mà. Bao nhiêu người cao cao cúi chào em. Ngày xưa chân ngắn, em có mong manh. Niềm tin to thì lớn mới cần ai. Nếu như em chân dài, chẳng thích anh rồi, chẳng có việc chỉ để anh tranh giành.
Dạ. À, nhưng mà ca hát không cũng chưa đủ, cô biết đờn. Dạ. Vậy là cô có biết là khi mình đàn thì mình có thể diễn tả cái cảm xúc của mình qua cái tiếng đàn được. Cô làm được không? Nè, tôi làm thử cho cô coi nha. Dạ. Cô nghe kỹ nha. Cái gì? Vui vui. À, ra đây con. Dạ, dạ đây, nghe thật bớt khổ. Chứ đây, trong đây. Kia tôi khổ quá mà. Ở đây em sẽ làm sang Hàn Quốc. Đây, đây, đây. Cái gì không chú? Chú đang chơi đố với lại cái cô này. Cho con chơi với. Được. Dạ. Này nghe nè, biết cái này chú đang nói gì đâu nghe. Này nghe luôn nghe. Dạ. Con bị đó. Tại vì là con vào quán ăn là để con ăn. Mà con vào quán ăn, từ nãy giờ con mất bao nhiêu sức của con rồi. Mà tôi là con bị đó. Là đau bụng. Là đau bụng quá. Có lỗi gì bây giờ còn yên chỗ nãy giờ không dám đi đâu á. Mày tào lao mày. Chứ gì? Tao đâu có bị đau bụng rồi nào. Chứ chủ nói gì? Tôi buồn quá. Tôi buồn quá. Không chủ buồn nhẹ, chủ kể quá nghe nó đi. Bây giờ chú hỏi con mà chú hỏi bằng đờ. Dạ. Con nghe con biết là chú hỏi gì không nghe. Dạ. Tôi biết ông chủ nói gì luôn nè. Dạ. Tôi điên điên. Tao hỏi khổ tôi điên điên gì. Em biết ý nghĩa khác hả? Tăng tăng. À biết luôn rồi. Tôi bê đê. À cô tên chi? Miền Bắc không nói cô tên chi, chủ miền Bắc nói cô tên gì? À đánh lại. Dạ. Cái ngôn ngữ này nó khó hiểu quá chú ơi, con nghĩ là chúng mình nói chuyện bằng giọng à, được, nói. Thôi được rồi, thử ngồi vậy. À, bây giờ là con có biết làm MC không nè? Tại vì quán của chú là lâu lâu thỉnh thoảng là phải cần MC với ban nhạc. Ban nhạc thì chú yên tâm rồi, có con rồi. Dạ. Ca con cũng ca được rồi. Dạ. Con là MC đi. Dạ. Con thấy làm MC mà đám cưới cho chú nghe thử một đoạn thôi. Ông chủ con làm cũng được mà. Anh làm ơi, được bắt đầu được. Đi anh. Không, mày làm lại coi. Kính thưa quý vị, tôi khổ quá mà. Tôi lỡ quá mày, tôi khổ quá mà. Tôi làm chương trình thì khổ quá mà. Mày khùng cái mày. Đám cưới người ta vô rồi hạnh phúc 100 năm mình mới là khổ. Mày khùng á. Bởi vậy. Đúng như đâu đâu. Đâu con làm thử coi. Chào mừng tất cả các quý vị đại biểu và các vị khách quý đang đến với đám cưới của Trí Tài và Tiến Đạt. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất, đó chính là phần trao nhẫn đính hôn của chú rể Trí Tài và cô dâu Hứa Minh Đạt. Cô dâu Hứa Minh Đạt và chú rể Trí Tài. Bắt đầu trao nhẫn. 2, 3. Ông chủ, đừng nữa, ông chủ tại vì trao nhẫn cưới mà. À, trao nhẫn cưới là tức là hai người đã khóa cái cuộc sống của nhau vào rồi. Rồi. Không còn tự do nữa, không còn được đi chơi nữa. Bây giờ hai người đã thuộc về nhau. Hai người là khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường. Trao nhẫn đi ạ. Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một giường, ta vui chung một nỗi vui. Nước mắt rơi một dòng, sống cho nhau một đời. Như sang ấy sang lòng lạnh. Được. Bây giờ phần MC là cái ca nhạc là xong đi. Bây giờ phần chánh là phần phục vụ nè. Dạ. Bây giờ con đóng vai bằng người phục vụ đi. Dạ. À, thí dụ như là con vô một cái quán rất là đông người. Dạ. À để coi em ơi con à ra đây coi. Điện cái cô này vô làm phục vụ. Ồ vậy giờ à. Mình sẽ làm thực khách, mình sẽ làm khách tới đây để có phục vụ cho mình. Rồi sắp tuyển được. Ngồi đây đúng không? Rồi. Con ngồi đâu? Alo. Hả? Cái gì? Hả? Ờ biết rồi. Cầm. Ừ. Sao? Tôi mệt ghê vậy đó. Tôi đã nói rồi, là cái đồ đó là bây giờ đem đi về mà tự sửa đi. Chứ tôi bán làm sao mà tôi biết được, đúng không? Ừ. Đó. Bây giờ muốn cái gì? Muốn cái gì thì nói với người ta một tiếng chứ trời. Hả? Trả đồ hả? Nghĩ sao trả đồ? Trời, đồ người ta bán rồi.
người ta bán rồi. Ây, mà mua rồi có trả. Trời ơi, bực bội hả? Giờ sao? Bây giờ muốn gì? Alo, muốn gì thì chị thử anh đâu. Nó tắt máy rồi. Trời ơi trời, bực mình ghê. Cứu tôi với. Ai cứu đây. Trời ơi, mỗi lần cứu tôi với là có ông này xuất hiện. Trời ơi. Vậy đó chị Chú Lò. Dạ. Tôi là nhà báo, cô ấy là nhân viên của tôi. Hồi nãy giờ cô ấy đã thâu hết tất cả những gì ông bà hành hạ ở trong này. Ông bà tuyển nhân viên nhằm để phục vụ khách, mà tôi thấy ông bà toàn hành hạ nhân viên không, không chỉ cho người ta một chút kỹ năng nào để làm nhân viên phục vụ. Không có, nói nghe. Bà hành bằng tôi không? Không có. Nè, để giải thích cho nghe. Bây giờ tôi chỉ cho bà làm nhân viên phục vụ nè. Alo. Cầm giùm chú coi con. Alo. À, khỏe không? Trời ơi, tao nói... Hãy kẹp nó lại. Tao đã dặn rồi. Giấy tờ là phải kẹp nó lại vậy. Để nó bay. Đó. Rồi xong rồi phải vuốt cho nó thẳng nè. Bắt đầu. Trời ơi, mình ơi. Ai kêu bà chi vậy? Làm khó tôi đó, nó là tuyển người. Trời, nghe ở đây có chương trình ca nhạc đúng không? Đúng rồi đó. Hát bài nghe chơi được không? Nếu không hát là về viết báo à. Ông chủ à. Về viết báo là đóng cửa à. Hát đi cha. Đơn. Chú ơi, tiếp. Bài gì vậy bà chú? Bài gì cũng được mà. Bài gì cũng chơi. Mặc áo bà ba hát bài chào bà ba đi chị. Dù sao chừng nào vô ông Thiều tôi cũng... Đâu để tôi đứng quên xuống kế tôi kèo cho. Nghĩ là con ơi, phải nghe con ơi. Nè, Hương sẽ lỗ tai âm nhạc hả? Dạ, dạ. Bà nó mất mặt tôi quá. Hết cả một nền nghệ thuật. Chưa chắc nhạc sĩ mà lấy trúng bà vợ hát được. Ông đừng có bắt người ta tới đây rồi ông thử tùm lum tùm la. Người ta có khả năng, người ta tự động người ta vô, người ta xin. Thấy tư cách người ta đàng hoàng thì nhận. Không thì thôi, không có thử gì kỳ cục. Tôi sẽ về, viết về bài báo của là cái quán ông á, sẽ... đóng cửa. Và tôi quyết định là đóng cửa ngay bây giờ. Đóng cửa đi. Để cái quán tôi mở. Cả lớp nghiêm. Chúng em kính chào thầy ạ. Cô giáo quên cô thầy dạ. Điểm danh 1 2 hết. Dạ. Thưa thầy, lớp sĩ số 2 hiện diện 2 vắng 0. Xin hết. Tốt. Dạ. Học sinh ngồi. Dạ. Học sinh. Dạ. Đứng. Học sinh ngồi. Học sinh nằm. Các em cũng biết rồi, thầy là thầy giáo dạy môn văn, nhưng mà hôm nay thầy kết hợp. Tại vì sao? Học phải có sức khỏe chúng ta mới học, nên thầy kết hợp cái môn thể dục để các em có sức khỏe, các em mới học văn được. Dạ đúng, I love you thầy, I love you thầy. Học sinh năm. Vẫn năm. Ngồi dậy đi. Thầy phải nói chữ học sinh ngồi dậy đi mới được thầy ơi. Học sinh ngồi. Em là lớp trưởng, em có biện pháp nào để cho là bé Nga dậy không? Hôm qua nó đi quẩy à? Dạ, thầy phải kêu khẩu lệnh em mới làm được. Học sinh, kêu bạn dậy đồ. Học sinh, đứng. Học sinh. Dạ. Muốn làm thì làm đi.
Chỉ vậy thôi. Nga, vậy đi Nga. Nga, vậy đi Nga. Dạ bác. Thầy giáo Nam. Bà khùng hả? Hả, à, sao vậy? Bà bị khùng hả? Bà bị mơ hả? Ủa sao, sao 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 tự nhiên cái vô học, tự nhiên cái thầy giáo cô nằm, cái tự nhiên mình nằm ngủ mơ, mình thấy mình kêu thầy giáo nằm, đi đứng dậy cái thầy giáo không chịu nằm. Cái đó là nằm mơ bà ơi. Bà... Học sinh. Dạ. Ngồi. Dạ con ngồi đây. Ngồi ghế. À ngồi ghế. À thầy phải kêu rõ ràng dạ, chứ. Thầy phải kêu rõ học ràng. Học sinh ngồi. Ghế. Đó. Ví dụ vậy. À hôm nay trước khi vào bộ môn văn, bây giờ thầy hỏi nè, thầy dạ. Trắc nghiệm em hai đứa. Dạ. Trong trường hợp ở trong lớp mà học sinh trong lớp mà đánh nhau thì em sẽ xử lý như thế nào? Em trả lời Đạt. Dạ con trả lời được không thầy? Nhiều chuyện im miệng. Em sẽ mời phụ huynh hai bạn ấy giống để như là... thầy hay làm. Được. Mời để góp ý xây dựng. Dạ. Cho tốt. Dạ. Em giỏi lắm. Ngồi xuống. Còn riêng em Nga thì trong trường hợp như vậy thì em sẽ giải quyết như thế nào? Dạ thưa thầy, trong trường hợp đó con thấy hai bạn mà đánh nhau, con sẽ lấy điện thoại, con quay lại, con post Facebook làm cho Facebook của con càng ngày càng hot, con câu like, con view, con comment. Em rảnh lắm. Thật ra dạ. Em rời khỏi lớp xuống dưới văn phòng giám thị ngồi dưới để chờ ban hiệu trưởng giải quyết ha. Dạ con thấy cái đó thực tế mà giờ bạn nào cũng làm vậy, con nói vậy thôi. Chỉ con thầy không chỉ cho thầy đuổi thẳng xuống trường, con biết cái gì đâu. Ê à, nói như em Đạt đã phát biểu rồi. Thầy cho em góp ý nhỏ cái đi thầy. Em có quyền. Dạ thưa thầy, lớp mình lúc trước sĩ số tới 50 lận, mà bây giờ ai làm trái với thầy cái thầy đuổi trái rồi. Bây giờ lớp còn hai đứa bạn đuổi cái con mình dạ, con học buồn lắm thầy. À. Nè nè đừng đuổi nữa thầy. Tội nghiệp thầy. Lớp của thầy là cái số lượng không cần thiết, chỉ cần cái chất lượng thôi. Mà cái chất lượng mà thầy muốn nói đây là cái chỗ nào? Học sinh phải đơn giản cái thời gian lại. Giống như em Nga vừa rồi, thầy kiểm tra cái bài tập làm văn của em. À, cái sự sáng tạo của em nó bay bổng quá. Thành ra rốt cuộc em đi lạc đề. Con thấy đâu có gì đâu mà lạc đề. Em một cái bài văn rất là dễ thương bạn Đạt biết không? Rồi, em đọc mình đi. Thấy đó cái đó là nhân văn. Nhà em có một con gà, mẹ em đã luộc con gà. Con gà không có lông, luộc vô nước nó lên màu vàng. Đặt lên đĩa, mẹ em cắm một cái màu gà màu đỏ, một cái ớt ngay mỏ, dâng lên cúng hết. Vậy mà tự nhiên cái trừ điểm em à. Bạn vậy là bạn sai rồi, phải nghe lời của thầy. Tôi về nhà là tôi học thuộc bài văn tả con chó của thầy luôn nè. Nhà em có nuôi một con chó, chó thuộc giống Nhật. Mở bài là vậy. Thân bài lông con chó rất dài, tai ngắn. Mỗi lần đi học về chó thường hay sủa gâu gâu và liếm chân em. Kết luận em hứa sẽ nuôi con chó và không đánh đập con chó những con chó khác. Bây giờ tôi có thể làm bài đó cho bà nội tôi cũng được nữa. Em thấy em đạt giỏi không? Em đạt giỏi lắm dạ. Vâng lời dạy bảo thầy, thầy biểu sao làm vậy dạ. Nhưng mà lần sau khi thầy ra đề em muốn làm em phải nhắc thầy. Một là tả bà nội, hai là tả con chó ha. Dạ để thì cho em nó chính xác nào em làm. Bạn Đạt biết không, mình tả rất là trung thực. Ở nhà mình là ở trên cái căn hộ chung cư, đâu có đất đâu mà nuôi gà. Má mình đưa con gà về làm sao mình tả y chang vậy. Rồi bữa hôm á cái mình thầy nói là tả về gia đình em, cái con cũng tả đúng gia đình con sao thì con tả y chang vậy. Con nói nhà con có ba và mẹ, ba mẹ đẻ ra con, ba mẹ suốt ngày cãi nhau, ba suốt ngày đánh mẹ, mẹ suốt ngày chửi ba. Cuối cùng kết luận em rất ghét gia đình này. Vậy mà đúng không điểm à. Bạn phải theo khuôn khổ liền. Mình không có khuôn khổ. Bạn này mày mở bài. Nhà tôi có nuôi ba và mẹ, ba và mẹ thuộc giống Nhật, rất khôn ngoan. Thân bài ba và mẹ lỗ tai dài, lông rất mượt mà. Kết luận tôi hứa sẽ nuôi ba mẹ thật tốt và sẽ không đánh ba mẹ những ba mẹ khác. Bạn mới vô khuôn khổ thầy chỉ chứ. Đúng không thầy? Gia đình là phải như vậy. Trời ơi dạ. Cái khuôn khổ
gỗ gì mà kỳ cục vậy thầy? Cái khuôn gỗ gì mà ba mẹ lông dài rất mượt? Trời ơi, thầy kêu mình học thuộc lòng bài văn đó thì mình mới học thuộc lòng, xong mình bỏ tên người nào tả vô thôi. Về à, vậy hả? Vậy mai mốt á, nếu mà thầy nói tả thầy giáo, con sẽ tả như vậy nè. Nhà em có nuôi một thầy giáo, thầy suốt ngày la mắng tụi em, lông của thầy rất là dài. Dễ ẹt à, dễ ẹt à. Đâu? Chính cái đầu óc không thú của em, sáng tạo của em. Thành ra là thầy kêu em xuống dưới. Ủa quên, ghế này của em. Vô ngồi đi. Bây giờ em xuống dưới phòng giám thị, quỳ ở dưới cho thầy. Nhà trường không thể chấp nhận một cái học sinh như vậy. Em thấy không? Thôi em làm vậy làm sao có nhà trường hay là lớp mình có cái thành tích đạt tới đỉnh cao được. Phải nghe lời thầy để chi? Cái quan trọng là mình phải có cái thành tích cao ở lớp mình và ở trường mình để mình hãnh diện với những cái trường khác, chứ không phải cái sự sáng tạo của em làm như vậy là coi như là trường sẽ coi như là đóng cửa luôn, em hiểu không? Thầy không ơi, nói nhiều đó, em đi lên văn phòng giờ, phụ huynh tới đây giải quyết. Bây thầy, giờ... thầy cho con mượn cái di động, con điện thoại cho cha con lên đây, rồi cha con họp với thầy rồi bàn bạc sao làm sao con nên đuổi con chứ. Giờ thầy đuổi ngang này con, thầy, con sợ quá. Vậy đi cho có sự cạnh tranh này chứ, mốt hả? Còn có một mình em xong phát sổ liên lạc về em hạng nhất, cuối cùng em biết em hạng nhất hay hạng bét nữa. Cuối cùng có một à. Đúng rồi. Còn nghiệp em này có người cạnh tranh rồi nó vui. Ba má muốn quýnh em quýnh, muốn khen em khen, bị có một đứa rồi về mày hạng bét hả? Muốn quýnh thầy. Mày hạng nhất hả? Bây giờ không có nói nhiều nữa, thầy yêu cầu em lên trên phòng giám thị, ở trên đó để chờ phụ huynh em đến giải quyết cái chuyện này ha. Thầy không chấp nhận một đứa học sinh mà ngỗ nghịch như em được. Để em gọi điện thoại và kêu. Dạ, bằng kêu ba tôi giùm mấy bạn. Cái số của ba tôi là 01234567890 đó. Trời ơi. Rồi bạn gọi đi. Tôi lớp trưởng. Ba tôi hay lắm nha. Ổng có tiền mua sữa cho tôi uống cho ổng mua cái số điện thoại rồi đó, tốn tiền tôi kìa. Ổng mua cái số điện thoại này cũng mấy chục chai á. Ổng nói với tôi á, alo ba hả? Dạ ba ơi, ba đến đây ba cứu nguy cho con đi, chứ thầy giáo hâm đuổi con kìa. Thầy nói con là hư, thầy nói con là ý tưởng sáng tạo tầm bậy tầm bạ, con buồn quá ba ơi, ba đến ba cứu con. Dạ ba chết. Lúc ba đến ba cứu con, ba nhớ đi ngang qua chỗ kia ba thầy. mua đồ ăn cho con ăn, con điện thoại bụng. Điện thoại tôi á, trả điện thoại cho người ta đi. Dạ tốn tiền quá thấy không, ba bạn còn biết nữa thiệt, cái khổ bạn quá, bạn cái tật nói nhiều quá đuổi không biết khổ lắm, mà biết ba bạn cứu bạn được không. Ba thầy xin lỗi, ông anh là phụ huynh của bé Nga. Tôi là ba của Nga. Chào dạ. Tôi đang chạy xe ôm, tôi đậu trước trường chuẩn bị đón con tôi. Sẵn nó điện tôi vô luôn. Nó tôi hết hồn mới gọi cái bước vô liền. Dạ, ở đây cháu có chuyện gì mà thầy tính đuổi cháu thầy cho tôi biết. Nói chung là vậy nè ông anh, thì cháu học đó thì rất là ngỗ nghịch, không có nghe lời của thầy cô dạy. Tôi nói như thế nào thì em cũng không nghe lời tôi. Cái óc sáng tạo của em bay bổng mà có thể là bay đi xa lắm kìa. Thì kết cục như thế nào thì nó ảnh hưởng tới cái mà kết quả học tập của lớp cũng như là của trường. Đã ảnh hưởng lắm, ông anh cũng hiểu điều đó cho chúng tôi. Tại sao vậy con? Dạ. Ba mẹ cực khổ lo lắng cho con ăn học, tại sao con vô lớp con lại không nghe lời thầy? Nhưng mà cái ý tưởng của thầy dạy kỳ quá. Giờ thầy nói con là tả con gà thì con tả đúng con gà là nhà mình. Đưa con gà về nhà không có lông, rồi bỏ con gà vô nồi luộc rồi cả nhà ăn rất là ngon, thì con gà tả làm sao vậy thầy? Đúng vậy mà thầy, nhà tôi đâu có chỗ nuôi. Bạn phải tả con gà, nhà em có nuôi một con gà, nó thuộc giống Nhật, rất thông minh. Thấy không? Đó. Lông tai con gà dài, lông mượt mà. Mỗi lần con em đi học về con gà sủa gâu gâu liếm chân em. Không, tả cái gì con gà làm gì có chuyện sủa gâu gâu. Thầy dạy cái gì kỳ cục vậy? Nói chung là vậy. Thì vô lớp thì tôi đã quán triệt với các học sinh rồi, là những cái gì bài văn mà nói về mô tả một cái gì đó thì mình về mình nghiên cứu sách và đọc và nhớ thuộc lòng, chỉ cần sao chép y ra vậy. Thầy ơi, học trò chứ không phải là cái máy in. Thầy, cái đó chỉ là những bài tham khảo. Dạ. Nếu mà thầy làm như vậy đó, như bây giờ như tả như em Đạt, nếu bây giờ tả về ông nội ông ngoại là sao? Chào ba. Dạ mời thầy. Chào con. Bà vô kiếm con gì vậy?
À, ba đi công chuyện ngang đi ghé thăm con học hành sao? Sắp tới ngày mà ngày của cha, con có làm một bài văn để tặng cho ba rồi. Giỏi quá, bài văn đó con ai dạy con vậy? Dạ thầy. Trời, bài văn đâu viết? Dạ đâu, đọc cho ba nghe coi. Dạ nhà em có nuôi ba, ba thuộc giống Nhật rất thông minh, tai ba dài, lông rất mượt mà. Mỗi lần em đi học về, ba đều sủa gâu gâu và liếm chân em. Em hứa sẽ thương yêu ba, nuôi ba và sẽ không đánh đập ba những ông ba khác. Thầy dạy đó. Đúng rồi, thầy dạy cháu lạc. Thật ra đó, cái kiểu gì kỳ cục vậy? Không, thật ra thì cái bài đó là tả về con chó. Không, nhưng mà thuộc bài đó anh à. Bởi vì khi tôi tới đây thực sự với thầy, đến lớp đến trường thì không phải là để đôi chối, nhưng chính bản thân thầy nói với tôi là cái ở trong sách như thế nào thì cứ làm như vậy. Mà bác nó tả cha nó phải tả vậy thôi. Nhưng mà tôi thấy là sao anh, ông anh nói vậy là cũng không đúng. Mình cho con cái ra đây học là thầy cô nó được đào tạo mới được là trường học người ta mướn về dạy. Anh ơi, tôi nói cho anh nghe, tôi cho con tôi đi học là để sau này nó giúp ích cho gia đình, nó giúp ích cho xã hội, chứ không phải cho nó vô đây để nó làm cái máy in. Ba biết không, bố ôm ở nhà trường còn phát cuốn sách này dễ thương lắm. Có một ngọn lửa lớn, bạn Bi hãy nhảy qua ngọn lửa. Bạn Bi sợ, không dám nhảy. Thầy khuyến khích bạn Bi. Bạn Bi nhảy qua ngọn lửa, bị bỏng. Các bạn hãy như Bi. Ủa bị cột đấy. Cái gì vậy, học vừa có bắt con về con nhảy qua ngọn lửa rồi cái con bị bỏng rồi các bạn hãy như Nga hả? Nó chắc chết luôn quá. Đúng rồi, bạn Bi trong lớp là cái trường hợp cá biệt là không bị thầy đuổi học mà nhập viện nghỉ luôn. Là bạn Bi là còn bao nhiêu là bị thầy đuổi hết cái lớp 50 đứa mà bây giờ đuổi còn có 2 đứa à. Sao kỳ vậy thầy? Thôi bây giờ thầy cũng đuổi luôn con của tôi. Thôi bây giờ rồi cháu Đạt nó sẽ buồn, nó nghỉ luôn là thầy mất dạy. Có ai nữa đâu mà dạy? Có ai nữa đâu mà dạy? Thôi bây giờ vậy, cái chuyện tôi làm là làm cho lớp, làm cho nhà trường. Lớp sẽ là coi như là lớp điểm của trường và trường là trường điểm của thành phố, vậy thôi. Mời anh, mỗi chuyện gì có thể anh lên trên ban giám hiệu để mà trao đổi. Tôi thấy làm sao hết nhiệm vụ. Tôi chỉ góp ý với thầy như vậy. Thầy là người trực tiếp chịu trách nhiệm giảng dạy thì thầy phải là người trực tiếp chịu trách nhiệm với những gì mình làm sai. Đừng có làm sai rồi đổ thừa cho ban giám hiệu. Ban giám hiệu đâu có chủ trương thầy làm như vậy. Nhưng khi tôi gửi con ở đây tất cả mồ hôi, nước mắt, công sức, tâm huyết của cha mẹ, chứ đâu phải là gửi con tới đây rồi muốn dạy sao dạy, muốn làm sao làm. Không cần học nữa, đi về. Về đi. Tôi chỉ cần chất lượng chứ không cần cái thành tích như thầy nói. Đi về. Đi về hả Tiến? Đi về đi Đạt. Dạ. Nếu con còn theo học đây thì tương lai của con sẽ rất mờ mịt. Nghĩ đi, coi thử ổng dạy ai. Nè. Ba, để sao thầy? Để là sao? Ha? Làm gì? Những cái quà ông tặng cho bạn. Quỳ xuống. Có cần khoanh tay tặng bông luôn không? Mình ám mộ bạn lắm, mình tặng cho bạn. Yên tâm đi, qua hồng này là có bao nhiêu gai mình bước hết à. Bảo đảm khỏi chiều là héo à. Bạn yên tâm. Ngày nào vậy? Tự tôi hâm mộ bạn, tôi khoái bạn. Dạ. Khoái bạn nhất luôn. Cái gì? Hoa hỏi này. Sao? Từ ngày mà Hòa rời xa quê hương để vào đây đi học, học cùng lớp với Đạt, lúc nào Hòa cũng là người Đạt yêu nhất đúng không? Đúng rồi, chính xác. Sao hỏi câu đó thừa quá vậy? Thương nhất đúng không? Đúng rồi. Lúc nào Hòa cũng là người mà Đạt muốn bảo vệ đúng không? Đúng rồi, thần tượng lắm. Lúc nào Đạt cũng yêu cho Hòa hỏi này, yêu Hòa như má của Đạt vậy đó. Tất cả những điều Đạt nói đúng đúng không? Đúng thiệt, trời ơi, khoảng một thời gian nữa là Hòa lên chức bà nội luôn rồi. Sắp hơn má mình rồi. Cái lớp này có hai người con gái là Hòa và Nga. Đúng rồi. Vậy ai là người tuyệt vời nhất
Hòa đúng không? Ai là người hay giúp đỡ mọi người nhất? Cũng là Hòa đúng không? Đạt trả lời đi. Bây giờ Hòa nói gì cũng đúng hết. Nói sai cũng đúng luôn. Ai là người đẹp nhất? Hòa biết là Hòa đúng không? Đẹp như má tôi luôn á, bởi vì tôi thương lắm nè. Nhưng mà bây giờ Hòa sắp mất vị trí đó rồi. Không có đâu, không có chuyện đó đâu. Nga, chào anh Nga còn đua rồi. Đánh Sơn, mới thì dày sẵn rồi còn đánh Sơn cơ. Trời ơi, bởi vậy bà Nga này tầm bậy thiệt. Hòa sợ vì mất vị trí nữ hoàng đó. Hòa không thể chấp nhận điều đó rồi. Hòa sợ điều đó xảy ra. Cho nên là Đạt đi đánh Nga thôi Hòa. Thôi mày rồi tự nhiên ăn ớt đã rồi cay không chịu nhả ra kêu tôi đi đánh Nga là sao? Đạt thương Hòa mà, Đạt phải làm cho Hòa chứ. Đó. Hòa đứng yên đi. Để Đạt xử cho. Bạn Nga, tôi là người rất tôn trọng phụ nữ. Gặp phụ nữ lúc nào tôi cũng tặng quà. Hồi nãy tôi tặng cho Hòa 2 bông hoa. Tôi cũng tặng cho Nga luôn 1 cái bịch ni lông. Để khi mà ai nhìn Nga thì Nga cứ chìa bịch ni lông này ra cho ta ói. Dạ. Sao hỏi gì được không? Thấy được chưa? Được hả? Tôi là lúc nào cũng yêu phụ nữ mà. Dạo này chân vẫn ngắn ha. Chắc chân bạn dài ghê nhỉ. Thì cũng dài hơn Nga mà. Chỗ còn đua đòi cắt tóc giống mình nữa chứ. Mà có giống Mani Canh vừa bị vớt xuống thôi. Xin lỗi nha, cái kiểu tóc này là kiểu tóc mô đen nha. Mô đen. Mô đen của người ta nha. Mô đen là mái ngố nha, tóc lưa thưa nha. Sau gáy vài cọng nha. Bạn Đạt lại mình bảo. Thì bây giờ mình là đàn ông con trai mà phải lịch sự. Đạt chọn ai? Chọn Hòa. Đánh nha. Đánh nha luôn. Lại đây cho mình hỏi này. Lại đây. Cái gì Nga? Bạn ấy nhá, bạn chơi điêu lắm. Hôm qua bạn gặp mình á, bạn bảo ấy là ha, mình là bây giờ là xinh nhất trường này, mình là có duyên nhất trường này. Và mình còn bạn còn bảo với lại mình á là bây giờ mà có gặp cái Hòa Minh Di là cho nó cái bao ni lông để người ta ói nó. Bây giờ ấy, đừng có nói nữa. Hư rồi, bạn là thứ vứt đi rồi. Người đừng đánh nhau. Tôi nói thật với bạn ấy, cái chân bạn ngắn lắm, bạn không quất được với mình đâu. Đây này, chân mình này. Thôi mà. Bình tĩnh. Tôi nói thật với bạn ấy nhá, bạn thì bạn xinh là nhờ ấy, bạn có nước da trắng của người Bắc. Nhưng mà nói thật ấy, bạn xinh là nhờ son phấn thôi. Tẩy son phấn, eo ôi, chưa thấy một con gái nào mà mặt nó mụn đầy như thế. Mụn mà toàn là không phải là mụn thường nhá. Mà tớ phát hiện ra là cái con này nó mụn bọc. Bạn Nga. Bạn có họ hàng với lại chú Nhật Cường phải không? Chú Nhật Cường mụn nhiều lắm. Nga. Cái gì? Có thích nói nữa không? Tớ vẫn thích nói. Hay quá, phải làm gì đâu bây giờ? Bạn Nga, bạn phải bình tĩnh chứ. Bạn nói người ta mà không biết nhìn lại bạn. Bạn Nga sao? Bạn nói đi, bạn Nga sao? Mình nói luôn đây này. Mặt Nga không có tí mụn nào. Bởi vì mặt Nga đã trải qua giai đoạn đó rồi. Mặt bây giờ rỗ không. Thôi, bạn nhầm mà. Bạn nhìn lại đi. Mình đang nhìn thẳng vào mặt bạn, mình nói đây. Ô, chưa thấy con gái nào mà nó phớn như con này. Nó tự nhiên nó cãi nhau, nó nhảy. Đừng bao giờ đánh Son nữa. Môi của bạn đánh Son là hạ nhục phụ nữ. Sao lại bảo là hạ nhục phụ nữ? Tôi nói thật với bạn nhá, cả cuộc đời tôi đấy, chưa có thấy một người con gái nào mà có cái môi hình trái sơ di lạ như tôi đấy. Thế bây giờ có muốn trái sơ di nữa không? Cái môi mình ngay bây giờ là môi thời trang nhá. Tại vì hôm đấy mình vừa chụp hình mình post lên Facebook, người ta like cái mồm mình, cái miệng mình. Thế là ai cũng đi làm cái miệng y chang mình. Nhưng mà làm không đẹp như cái môi thật của mình. Bạn Hòa, bạn có gì nói nữa không? Bạn có gì nói? Tức là mình chỉ muốn tớ nói thật đấy, bây giờ cho tớ bình luận luôn đi. Nói thật đi, chứ
tuổi chúng mình là tuổi dậy thì rồi. Nói thật là may trời ấy là trường học cho bạn mặt váy đấy. Chứ mình chưa thấy có một đứa con gái nào mà năm nay 18 tuổi rồi mà cứ như người đàn bà hai lưng ấy. Hai bạn còn gì để nói nữa không? Mình còn nhiều để nói, để từ từ mình nghĩ ra. Mình mệt quá, để mình nghĩ xem thế nào. Mình nói thật ý, mình chưa thấy một đứa con gái nào ấy mà nó cao như mình ấy. Bạn có gì nói không? Hồi nãy giờ tôi thấy hai người nó xem chiều cao giống nhau, hai người chửi nhau là thì cũng đấy, giống như nhau, tự thì mình đấy, chửi cái này thôi là mình chửi nhầm. Bây giờ Đạt nói đi, ai cao hơn ai? Mình cao hơn. Mình cao hơn là cái chắc rồi. Mình người mình còn đẹp hơn nữa chứ. Đừng. Ai đời mà trông như con voi không? Tôi nói thật với bạn. Ai dài? Bây giờ mình đọ tay đi. Mẹ tay ai dài hơn này? Đây, nào. Nữa hả? Đây đây, tay này. Đây. Wow. Đấy chưa? Đấy chưa? Bây giờ hai người cho tôi nói chưa? Hai người cho tôi nói đi. Hả? Bạn nói đi. Còn luôn hả? Bây giờ bạn nói thật đi. Bây giờ tôi nói một này. Ai đẹp qua mặt mình? Mình ấy nhá, vừa đẹp vừa độc vừa lạ. Cả cái trường này không có ai có nét đẹp như mình. Bây giờ cho tôi nói cái gì? Đạt, hãy nói đi, nói đi, đừng ngại ngùng. Và hãy nói hết những nét thật chân tình. Nói hết vết tất cả. Hồi nãy giờ chưa được nói luôn á. Nói đi. Từ lúc mà vô học từ cái lớp mình á, lúc quen nhau chưa nói được luôn. Thôi chưa nói nào, đúng rồi. Trả lời mà. Rồi bạn gái chứ, đó là mình nói nha. Bây giờ cho mình nói một lời thôi. Một lời. Nói một lời thôi người ơi. Người nói đi, nói một lời thôi. Từ lúc mà tôi vô cái lớp học này, cái lớp học này, tôi nhìn thấy bạn. Đúng rồi. Bạn là một người thật là xinh đẹp. Xinh đẹp. Quyến rũ. Nhưng trong lớp lại có bạn này nữa. Bạn này thật là lanh lẹ, mồm mép, nói chuyện rất lanh lẹt, hoạt bát, thông minh. Bạn này tôi cũng thích về bề ngoài của bạn, tôi cũng thích về bề trong của bạn. Nhưng hai bạn gặp nhau lại cãi lộn với nhau. Thì tôi thấy trước mắt của tôi là hai người phụ nữ đánh nhau, giành giật nhau, tranh giành nhau, làm tôi có tư duy khác. Tôi không có muốn thích phụ nữ nữa. Tôi thích những gã đàn ông hơn. Người ta mạnh mẽ, người ta lịch lãm, người ta lịch sự, chứ không phải hai bạn lúc nào cũng so giò dài, so mặt đẹp, so tay dài. Trời ơi, đợi đi, đợi đi, đợi đi nha. Nha. Tôi mà xong là tôi chặt cái bà chết luôn á. Bây giờ mấy bạn thay đổi tư duy tôi luôn rồi. Tôi đi khỏi luôn. Đầu tiên là Hòa cay Nga lắm. Hòa định làm một cách này để hạ cái sắc đẹp của Nga xuống. Nói thật với bạn ấy, nhưng mà bây giờ lúc đầu ấy mình cứ nghĩ là Đạt là con trai, đừng nhìn vào đây nên nữa. Chúng mình giành nhau để mà tranh bạn Đạt. Đúng. Nhưng mà thôi, bây giờ đừng giành đừng tranh nữa, mất công sau này người ta về người ta giành cái bộ đồ mình, người ta mặc là chết mình luôn đấy. Hai bạn nghĩ sao vậy? Hai bạn nghĩ sao giành bộ đồ của hai bạn vậy? Ít nhất gì tôi có mặc size dê bị tôi giò dài, không phải giò ngắn như hai bạn nha. Về mặc size dê. Nga phần dưới, Hoa phần trên nha. Nga phần dưới, Hoa phần trên. Đáng gì? Chiến. Đáng gì? Chiến nó à? Ôi. Trời ơi, có đàn muốn chơi thể lực với tôi hả? Tôi lại đánh. Đánh dùng bệnh quá. Ôi, dừng lại này. Dừng lại. Bạn làm cái gì vậy? Dạ đánh xong với bạn ấy. Đứng lên. Cho đi học không lo đi học, lo đùa giỡn. Bạn này, tại bạn này tha, mình làm gì? Tha son không đúng vị trí, cái môi người ta đây mà tha hai bên đây mà nổi. Làm bạn, hồi nãy bạn này, hai bạn này suốt ngày so kè nhau, rồi dài, sao đánh nhau quá chừng. Hồi nãy con tính lấy điện thoại qua con đăng Facebook, giờ có bác đây con mừng mát mát bác. Bác không thấy hai đứa nó đánh nhau?
Dạ. Tao chỉ thấy hai đứa bay giật nhau thôi. Dạ không, con bảo vệ bạn nha. Con bảo vệ bạn nha. Còn á, làm như vậy là không được. Dù có bảo vệ bạn, nhưng trong mắt mọi người, con là con gái. Con gái là phải thùy mỹ nết na. Con gái gì đâu mà. Nghe chưa, nghe chưa, nghe chưa. Nó con gái luôn. Ba mà con không nhận ra sao? Ba ơi, ba có nhìn thấy, ba nhìn thằng bên kia đi đã. Nó bị gì vậy? Ba nhìn tiếp đi, ba nhìn tiếp đi. Ba! Cái gì vậy? Bạn ấy vừa đánh con. Cái gì? Bà ấy bôi son vào mặt con. Ồ. Bạn ấy tôi vẫn không phục, tôi vẫn chưa dùng vũ khí. Tôi, ba tôi vẫn còn trong trắng, chưa cầm vũ khí gì mà tại sao lại bị đó? Bùa! Tôi không cầm vũ khí. Ông ấy à? Tôi không được đâu, khó lắm. Cha con mình cứ ngồi đây coi người ta tập thể dục. Không phải ba ơi, ba con mình cứ ngồi đây xem đoàn xiếc khỉ họ biểu diễn. Hốn. Ngồi đây. Ông anh cứ ngồi đây. Cái gì vậy? Anh tại sao phải rượt tụi nhỏ làm cái gì? Tôi mới vừa la con anh đó. Nó làm cái gì vậy? Nó đè cái thằng kia. Hả? Ở ngay chỗ này nè, tôi ra tôi thấy tôi mới la. Còn cái này á là nó tự cầm cây son nó vẽ lên mặt nó vu khống người ta đó, nó quăng đó, anh thấy không? Ba ơi, đây là bạn ấy vừa quăng, bạn ấy vừa quăng, bạn chính là người vừa quăng. Ba vào bệnh viện ba xem vân tay của ai đi. Ba, vân tay của ấy. Ba con nghĩ ý anh sao? Ý anh sao chị? Mà tôi lại nghe nói là nó có người ăn hiếp nó, tôi không hiểu nữa. Tại anh chưa biết ớt giáp gì, anh thì rượt anh đánh cái cậu kia là sao? Nó tự cầm cái này nó quẹt lên. Anh phải hiểu là khi anh quay qua bên kia, quay qua bên này, mặt con anh nó khác. Vậy mà anh cũng rượt người ta cho được. Ba, bây giờ ba biết được sự thật rồi. Anh ba. Rượt như vậy, anh biết bao nhiêu người khổ không? Công viên nó bể hết rồi đây nè. Thôi ba thấy chưa? Bây giờ ba thấy được sự việc rồi, bác xử như sao để con kêu bác bằng bác đi. Con nữa kìa. Ba cái con mình con là con út trong nhà. Thương con á, cho con đi học. Ôi không, tao mệt quá. Được, mệt quá. Tôi nói anh nghe nè, anh mệt là tại vì anh tập thể dục giỏi quá cho nên là mệt. Cũng thương bác ấy, lúc nãy bác chạy mà người bác to mà mỡ nhiều ấy, chạy vất vả hứa cả đường trường luôn ba. Ok, chuyện đó là chuyện của người ta. Dạ. Anh à, tôi nói cho anh nghe, nhiều khi công chuyện làm ăn mình bận rộn. Đúng rồi. Nhưng phải quan tâm tới con cái một chút xíu. Đó, con qua nó, con gái mà nó đứng vậy. Đứng là chỗ nào không? Con gái đứng sao? Đứng là phải đứng vậy. Tôi có nói với cháu rồi à, tôi nghĩ là khi tới cái tuổi này thì nó cũng năng động thiệt. Nhưng mà ở mình có mức độ cho phép. Đừng có làm quá như vậy. Không có nên. Đi học không phải đi học chữ. Học ăn, học nói, học nói, học mở. Con gái thì phải công dung ngôn hạnh. Làm gì thì làm. Xã hội có phát triển, mình vẫn là con người Việt Nam, hiểu không? Nghe bác nói chưa? Ờ đó, coi như là bác coi như là ba con chết rồi đi. Đó, con cứ nghe lời bác. Được rồi. Thôi, anh nói gì vậy? Thôi, tới giờ vô học rồi. Tới giờ vô học rồi. Tới giờ vô học rồi. Chào mừng đến hội quán Tiếu Lâm. Hôm nay muốn ăn gì xin cứ nói ra đi. Em muốn ăn cay gì thì mừng em đến đây ăn chơi. Ê, nhưng mà nó nghe nè, cái nội quy của anh á là bước vô quán này có một cái điều lệ rất là cần thiết. Em không thể không làm được. Em làm được cái này thì mới vô quán anh ăn được. Đây, em bỏ đây xuống đi. Đó. Đồ nghề của em đừng bỏ đây, đâu đây, xa em nha. Đây, đây, không có làm gì hết á. Đây, giờ anh làm cho anh nha. Dạ rồi. Đứng thẳng lên. Tay này vô đây. Cái này, không đây. Nắm đôi tay. Em quay 10 vòng liên tiếp. 10 vòng nha, không ngừng nha. 1, 2. Từ từ.
Em thường thường em không có thích làm gì mình, em thích làm chung mà làm đôi vậy, anh làm chung với em luôn được không? Hả? Dạ đúng rồi. Đúng được. 10 vòng nha. 10 vòng. 10 vòng mới được ngồi nha. Dạ rồi. 1, 2, 3 bắt đầu. Thao. Rồi được rồi, coi như là em đã vừa quá. Không, em té em cũng phải đẹp anh. Được, được. Rồi đứng dậy đi ha. Đứng được không? Đây. Bây giờ ngồi xuống đây nghe. À. Mà chóng mặt á, mình ngồi ghế bình thường không có được. Đó. Ngồi ghế vậy mới là đúng. À, bây giờ em muốn ăn cái gì? Quán anh buổi sáng thì thực đơn có ớt xào xả nè, tiêu sọ hấp tiêu xanh nè, ớt xanh, ớt đỏ, ớt vàng. Em thích ớt nào anh sẽ đãi em ăn. Ăn ớt thôi hả anh? Ừ, buổi sáng cho bữa nay là chỉ vậy thôi. Thôi tùy anh. Tùy anh hả? Dạ đúng rồi. Anh giỡn chơi với em vậy thôi chứ ai mà cho người con gái xinh đẹp như em lại ăn ớt buổi sáng, thấy không? À, em là bác sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ vậy, em ngồi như vậy thì anh cũng khó nói chuyện lắm, bởi vì anh cao mà, thấy đương nhiên cái đầu người anh mỏi cổ lắm. Bây giờ em chịu khó chờ anh chút. Em xuống ở chút. Đó, em ngồi về cao anh mới ra nói chuyện này. Nói đi, em nhịn cho không sao đâu. Mỏi cổ quá. Anh dọn luôn cái bàn kia đi rồi mình dễ nói chuyện lắm. À sao? Anh dọn mấy cái đồ trên bàn đó lên đi. Dọn luôn hả em? Dạ đúng rồi. Anh làm gì? Đứng rồi mà. Sao? Dạ đó xong rồi em ngồi đây. Làm cái anh đứng rồi nhìn đây nè. Anh đứng hả? Dạ đúng rồi. À, cũng rảnh quá ha. Rốt cuộc là cũng phải mỏi cổ như thường. Em à, à em là bác sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi may quá, anh có một cái bệnh mà anh nghĩ là nó rất là lạ chưa bao giờ xảy ra đối với anh. Buổi tối đó tự nhiên anh thấy buồn ngủ lắm, anh phải đi ngủ. Rồi sáng sớm hôm sau tự nhiên anh thức dậy bình thường. Rồi cái xong rồi cái trưa cái tự nhiên anh thấy đói bụng, anh ăn vô. Anh thấy buồn ngủ. Nó no. Nó no. Rồi tới chiều tối anh lại cảm thấy buồn ngủ trở lại. Cái ngày này mới nghe nói vậy đó. Theo em á, là bác sĩ thì em thấy đó là triệu chứng của bệnh gì? Cái triệu chứng này á, là cái triệu chứng của bệnh làm biếng. Tại vì nguyên một ngày anh chỉ ăn có ngủ không mà anh không có làm gì hết trơn vậy. Đâu có làm việc mà. Anh làm hồi nào anh kể là tối anh buồn ngủ, xong sáng cái anh dậy anh đi ăn. Anh ăn xong cái trưa anh ăn xong chiều anh ăn xong cái anh ngủ. Công việc của anh chỉ có ăn với ngủ thôi à, bên này là mình làm đúng chứ. À, để từ từ anh tính lại ha. À, bây giờ gì? Nếu mà muốn chữa được cái bệnh đó thì anh nghe là có người bác sĩ bạn anh á, người ta nói là tập thể dục là nó sẽ khỏe. Anh thấy đúng không? Dạ đúng rồi. Hay là mấy bây giờ em xuống đi. Xuống. Bây giờ em có thể tập một cái bài thể dục nào cho anh để anh tập được không? Anh để tay anh không đi. Bằng da, rồi. Dạ rồi. Đắp. Vậy thôi hả? Dạ đúng rồi, vậy thôi đó. À, xong chuyện của động tác khó hơn. Dễ quá, đâu có gì. Đụng tay vô sàn. Sao nữa? À, đúng rồi đi. Sao đứng được? Nó kẹt rồi. Mày làm cái gì vậy mày? Ông chủ à, cho ông nghỉ bữa được không? Ông mấy nay bị gì? Tăng động quá. Ai vậy? Ông chủ à,
thì bình tĩnh lên coi. Bữa không bình quá rồi, bình quá rồi. Đau cái chân quá. Mày kiềm chế này coi. Có anh nào cứu nó không? Ê! Ủa cái gì vậy? Bớt cái bông bóng cái lắm cái gì? Chết! 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 Chết thuốc gì vậy? Liệt rồi! Liệt rồi! Sao vậy? Liệt rồi! Chết tầm bậy rồi! Chết tầm bậy rồi! Ưu ta! Chết sai chỗ rồi! Liệt rồi! Chết! Sao rồi? Chết tầm bậy nữa rồi! Từ đây! Thế sao rồi? Trời chết! Ơi! Ai da! Sao ông chủ chết với người ta chết? Ông chủ để người ta chết con như vậy? Anh có thấy là anh thuê cái ông này anh mệt lắm không? Thôi để anh chết ông nằm đó đi. Hả? Kệ ông đi. Ông chủ đi chơi với người ta con mét bà chủ. Cái gì? Con mét bà chủ. Mày bà chủ! Giữ giữ lại anh. Ông chủ không mê gái của anh. Chết chứ mỏ. Mày sao vậy? Chết tôi đi. Mày bị sao? Hả? Cái gì con? Con bị gì vậy? Bác ơi. Ôi trời ơi. Tại sao bác ơi? Bác. Trời ơi. Này. Chuyện này xảy ra hồi nào? Hả? Có bầu hồi nào? Hả? Con sao vậy? Con đau bụng. Đau bụng? Bầu gì mà có bầu? Ủa? Bà chủ. Sao vậy lên? Máu sao vậy? Bà chủ. Bụng hả? À. Nãy giờ thấy ói ói tưởng có bầu. Bà chủ chuyện này lớn hơn nè bà chủ. Đâu hại không chết. Chết cái gì? Chết rồi tôi chết lại bây giờ á. Bác sĩ ngồi đây nè má, bác sĩ nè má. Sao tự nhiên nhà tôi vui bữa nay có người chết qua chết lại vui vậy trời. Chết tùm lum là lao bà chủ. Cái chuyện gì? Bầu của ông chủ à. Trời. Bé không có bầu đâu, bé không có bầu với ông chủ à. Trời ơi, đây là chỉ là khách thôi. Tại sao? Bà chủ. Ê bây giờ vậy nè. Cái chuyện ông có bồ với ai kể ông tuôn đau bụng nữa. Đau bụng, đau bụng nè. Bây giờ con này là bác sĩ phải không? Đúng rồi, đúng cô rồi. Cô mau mau là một lấy đồ nghề, lấy đồ nghề ra khám bệnh cho con tôi coi. Nhanh nhanh nhanh. Cô cứu giùm con tôi. Tôi không chịu chích thuốc đâu nha. Con sao vậy? Đau bụng. Bác sĩ đau bụng rồi. Mày ăn cái gì mà mày đau bụng vậy Linh? Đồ của quán bệnh chứ đâu. Trời ơi bậy quá mày. Sao chị đứng lên chị. Rồi, cưng nằm xuống. Ủa sao vậy? Sao vậy? Khám bệnh, đau bụng mắc gì? Mắc gì bắt người ta nằm vậy? Ngồi xuống. Nằm xuống mấy cái án được. Làm cầu tôi gì vậy trong đây? Trời ơi, ba ơi ba. Cái gì vậy? Ủa? Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Chị nói chị là bác sĩ hả? Cái gì vậy? Trong đây toàn là ba cái đồ gì mà giống như là hóa trang bánh cắt gì vậy? Rồi bác sĩ gì? Hả? Bác sĩ quá vậy? Bác sĩ gì? Bác sĩ nhau vậy? Không, cái này là ống chích của chị. Này là không phải là bác sĩ đâu. Mà này là make up nè. Trời làm make up thì nói làm make up trang điểm đi. Trời mà hả? Trời ơi vô đây hả? Xém hại gia đình tôi hả? Bởi vậy bắt tôi lắc hồi nãy giờ muốn chết. Bắt tôi chổng mông xuống xỉu luôn. Lúc nãy em đi vô đây á là tại vì á chồng chị nói là chồng chị mất ngủ, chồng chị ăn nhiều quá xin làm biếng, cho nên là em cũng giúp chồng chị tập thể dục. Trời em còn chưa lấy tiền giúp tập thể dục mà. Lạc vô gia đình này rồi không có ý kiến ý cò gì hết á, đừng có tới đây mà định giở trò hay sao không vậy? Make up đúng không? Ông chủ tôi nè, ông chủ là chùm make up, ông chủ đúng tôi dạy đó. Cho đúng rồi đó, trang điểm là đỉnh luôn á. Bây giờ ba chỗ tài đi ba. Nè, mời ra đây ngồi cho ông chủ tôi make up cho. Ngồi đây. Chà đó, ai ngồi đây? Đây thiên nhiên make up này là phải đó để mắt kiến má ơi. Cái gì vậy? Mắt kiến sao vậy? Make up rồi mà còn đeo thì sao thấy được? Đang make up hả? xin lỗi tụi bà cũng rảnh á. Hồi nãy nó lấy cái giếng nó mặc định là ông chết, tôi lấy cái này tôi mặc định nó là mắt kiến. Em muốn... phải nói cho ông chị là cho em đẹp 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 không? Được, đẹp lắm em. Em muốn cái gì cũng được hết á. Ông chủ vẽ cái chân mày giống ông chủ á. Vẽ hàm dâu giống ông chủ luôn cho nó cặp sinh đôi. Vẽ là đẹp mà. Đâu tới hàm dâu nè, trời con khí tài luôn rồi. Cái gì? Vẽ hồi sao ra chí tài vậy? Vẽ đi. Để điên tôi làm. Đó, tôi có cái quần như thế này. Đó, đẹp quá. Trời chấp chết lên tôi rồi. Trời, chấp chết lên tôi rồi. Dây cứng thì cái ông này không xuất hiện vậy trời. Ok,
Ai vậy? Bé hai, bước xuống. Ấy vậy? Mẹ, mày làm cái gì vậy? Ba cái đồ make up đi diễn của anh Tư mày để đâu? Dạ kia kìa. Sao tự nhiên mày tới đây mày ngồi cho người ta vẽ vậy? Mấy người vô lương tâm lắm. Trời ơi, nó bị tâm thần mà. Trời ơi. Trời ơi hả? Ủa kìa, trời ơi, trời ơi, cái cây chứ. Em tôi nó bị tâm thần. Người nào vẽ trên mặt nó? Ê vậy? Không đây. Cái gì vậy? Ba. 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 Trời ơi, chị thấy không? Mình nhìn hai cái mặt này nó y chang nhau rồi, chị thấy không? Nghe nè, kêu nó về đi nghe. Ba, ba, nó cắn một cái chết luôn. Chị, nghe lời anh hai nè. Chị ơi, chị em là con chị ơi. Bình tĩnh, em nó bị khùng mà. Em nó bị khùng. Em nó bị khùng mà. Ba hai à. Đi về với anh Tư đi. Nó bị khùng. Dạ. Đừng có lấy đồ anh Tư mà làm tầm bậy tầm bạ như vậy. Em muốn học hóa trang á, anh Tư sẽ chỉ cho em. Thôi trả nè. À, hồi nãy anh vẽ cho nó đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, giờ anh ngồi tôi vẽ anh lại. Lông mày này rồi vẽ hàng lông mày y chang như vậy chứ. Dạ. Khỏi cần nhìn ở đằng trước luôn. Cái con kia nó khùng, nó mới kéo lại cho nó vẽ cho nó chứ ông này không có khùng. Không, không vẽ, mày vẽ đi. Không, cái đó là cái vấn đề là bà chị đánh giá vậy thôi chứ nếu không khùng đâu có ngồi cho tôi vẽ. Thôi đi về bé hai ơi, về đi. Không, đi về đi, đi về. Đi về. Ôi, trời. Trời ơi. Xin mời. Chào mừng đến hội quán Tiêu Lâm. Ha, hôm nay muốn ăn gì? Xin cứ nói ra đi. Mời quý khách ngồi. Mời quý khách ngồi. Chờ chút. Tiểu Nhị. Dạ. Ra đây. Chú bảo con cái gì vậy? Bữa nay một vị khách quen lắm. Giống như là trong cái bản cáo thị là tội phạm đang bị truy nã. Ờ, đúng rồi, nhớ mặt thằng này rồi. Nó nổi tiếng lắm nè. Hả? Đăng trên báo công an nhiều lắm. Hả? Vậy là cáo thị là đi triều đình phải không? Bây giờ sao? Bây giờ tao với mày bắt nó đưa cho quan phủ lãnh tưởng. Ê, ông đừng, ông anh bình tĩnh lại. Nhiều khi á mà không phải là cái thằng mà người tội phạm mà ông bắt về ông giao quan phủ là nhiều khi ông bị mang tội luôn đó. Chết. Vậy nhưng phải từ từ cẩn thận. Tương kế tụ kế ông ơi. Dạ mời quý khách ngồi. Đứng được không? Dạ không, vô quán đây là phải ngồi. À, quý khách thật là khách sáo quá. Biết chuyện vệ sinh không bắt đầu thích rồi đó. À dạ thưa quý khách, cái quán này á, cái nội quy đó vô đây là sẽ được chủ quán tiếp đãi nồng hậu và sẽ thương hoặc là ghét tùy theo kìa tài trí của khách mình. Không phải, ông phải thử. Ví dụ như là nó có phải là hay không, nó là phải là tội phạm hay không, ông phải thử trí thông minh của nó. Trời sao lâu quá vậy? À, nói là tiếp đãi chu đáo nãy giờ chưa thấy. Dạ, xin lỗi. Để cho tôi phép, xin phép được thử coi quý khách có cái trí thông minh hay không. Nếu mà quý khách trả lời được hết những câu đố của tôi thì tôi sẽ thương quý khách, còn ngược lại thì tôi sẽ coi quý khách là một người tôi không có thích, có nghĩa là tôi ghét. Sao phiền quá vậy? Không có phiền, đó là nội quy của hội quán Tiêu Lâm. Dạ, lúc nào cũng vui vẻ hết. Xin phép được hỏi. À, quý khách có biết là chết lãng xẹt người ta gọi là gì không? Trời ơi, vậy cũng hỏi. Kêu là gì? Không biết. Không biết à? Ông nội này chết. Biết rồi, tôi biết rồi. Là cái gì? Lãng tử. Hay quá. Mời quý khách ngồi, quý khách ngồi. Mời quý khách ngồi để nghe tiếp câu thứ hai. Đi
võ thám chết thì gọi là gì? Võ thám chết gọi là gì hả? Dạ. Thám tử. Hay quá vậy. Quá hay, quá hay. Bị trời đánh chết gọi là gì? Xét đánh chết. Trời đánh hả? Trời tử. Trời tử. Trời tử à? Ồ, không được. Xin lỗi. Xá ra phía trời làm sao mà nói lại được. Xin lỗi ông trời. Bị trời đánh chết cứ bằng cái gì? Trời ơi đất hỡi. Ôi. Mày im đi. Trả lời được không? Trả lời được không? Không biết. Quá dễ. Bị trời đánh chết gọi là thiên tử. Cho cơ hội để gỡ nè. Dễ vậy mà cũng đố. Đi công việc chết gọi là gì? Đi công việc chết gọi là gì hả? À. Tên này mỗi lần đứng dậy là nó biết đó. Gọi là gì? Đi công việc chết gọi là... Gọi là gì? Là gì? Không biết. Gọi là công tử. Hay, hay, hay. Hay quá vậy. Được rồi, trò câu này dễ, ai cũng biết. Đi tiểu mà chết gọi là gì? Trời ơi, vậy cũng đố nữa. Để sao? Là tiểu tử. Hay quá. Hay quá. Nếu gặp một người quá thông minh như chàng mà là chết, tài giỏi mà chết, ta kêu bằng cái gì? Cái này là đúng tên của tôi luôn á. Tên gì? Là tài tử. Hay quá. Hay quá. Ông chủ ơi. Nè, đừng có giỏi mừng. Nếu như mà người mà đứng đây mà ăn nói vô duyên á, người chết gọi là gì? Vô duyên. Nó gọi là vô tử. Gặp bạn rồi. À, gặp bạn rồi. Ngồi xuống. Còn nữa hả? Coi như là được thương rồi đó. Cái giai đoạn này được thương rồi đó. Cho ăn đi, cho ăn đi. Khoan. Đại đi. Còn một thử thách nữa. Còn một thử thách nữa. Thứ qua vậy? Ở người đó. Hả? Thấy người. Tới con hả? Bây giờ nhảy lầu người ta gọi là gì? Nhảy lầu. Người đúng không? Nhảy lầu người ta gọi là tự tử. Sao ông chủ? Hầu hay không? Thách thứ hai hả? Qua thử thách thứ hai đi. Qua thử thách thứ hai hả? Dạ, nãy giờ quý khách cũng đã mệt rồi. Quý khách ngồi xuống đây. Để... Không có mệt gì hết á. Rất là khỏe. Để tụi tôi có một món quà cũng tiếp đãi quý khách. Không cần quà đâu. Mới được mà, yên tâm ngồi đi mà. Thôi lá. Xuống đi quá à. Món ăn đâu? Từ từ. Ngồi xuống đi. Vậy đi. Để đi. Cái món này lại. Muốn ăn là phải bịt mắt lại. Một cái trò đố vui đố mẹo đó mà. Sẽ không có ba ly nước quý khách sẽ uống thử. Biết cái nước đâu. Nước gì? Đồ ăn đây toàn là dinh dưỡng tốt mà. Đây, cái thử thách thứ hai đó là mời quý khách. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó đánh tù xuống rồi. Không có được. Tầm bậy thôi. Không có được, vậy là bậy rồi. Ông nội này là ông nội bị chi não quá. Không được. Sao gian lận quá vậy ta? Không có được. Rồi, bây giờ còn gì nữa? Bây giờ nếm là cho biết đây là nước gì. Uống đi, không sao đâu. Đây là cái nước gì? Nước gì? Để quen ta. Cái nước gì màu vàng đó? Tăng lực. Ai biết. Màu cũng nè. Trời. Đúng không? Rồi quá, đúng rồi, không biết nữa. Thôi qua. Qua liền thứ hai. Cậu rình nè. Đây, hãy nêm đi thứ hai. Nước gì? Sao? Này gì nước hôi hôi vậy? Thử lên cái lần nữa coi. Sao? Nước gì? Công tử thấy sao? Là giống nước tiểu của hai người của chúng. Lão mày ơi! Hại tụi con. Tụi đó là vệ sinh, không có làm những cái chuyện bậy bạ đó. Nói cho thằng ta nghe đi. Là nước gì? Nước gì? Đây nước suối. Tầm bậy rồi. Nước là nước hỗn hợp pha tùm lum tà la hết. Ba nước hồi nãy nhà ngươi thấy là bây giờ tháo ra hết rồi đó. Nói chung là đây là vị khách không phải là trong lệnh di nã. Tốt quá. Khách quý. Hồi nãy giờ đây tôi xin lỗi nha. Bây giờ bắt đầu đánh khách đi. Dạ. Nãy giờ cũng hành quý khách nhiều quá rồi. Mời quý khách tô cháo. Này gọi là cháo hành. Tại vì hành quá giờ ăn cháo thì kêu cháo hành. Cháo thì ghê vậy. Ăn đi, được. Ăn cháo. Mà mày không cho ngủ sao ăn? Ăn đi, nãy giờ hành quá giờ ăn cháo được kêu cháu ăn đi. Muốn đâu? Quán gì kỳ vậy? Có muốn kiểu gì? Ăn đi. Ăn này xong có nào tôi đổi giới tính không trời? Không có. Đừng có lo.
Hay quá, ngon không? Ngon chứ. Con trai. Chuyện gì vậy? Con đổ của ta. Có chuyện gì mà con khóc vậy? Cha ơi, con mới bị cướp ở ngoài đường á cha. Cái gì? Bị cướp ngoài đường? Dạ, cướp cái gì? Rồi. Nó cướp cái gì? Nó cướp cái đôi bông của con. Ui, tôi mà dám cãi ngang như vậy. Cha, cho nó tìm cho bằng được cái tên đó. Phân thầy nó ra đó cha. Bước thôi để cha tìm. Nhưng mà con phải cho biết đặc điểm nó là cái gì cha mới tìm được chứ. Ô kìa, chàng trai này là ai vậy cha? À, trời ơi, đừng thấy đẹp trai cái nhào nhào tới nha cô. Đây là khách quý, khách quý. Ồ, vậy hả? À. Cha ơi, cha có thể mời chàng khách quý đó ra đây một chút được không cha? À, dạ, xin phép mời công tử qua cho con gái tôi nó nói chuyện chút. Thấy cái mặt cái cổ giống ông chứ, cũng phùng á. Không có được dễ thương lắm, dễ thương thiệt. Đẹp mà. Tin tôi đi, không có gì đâu, không có khùng khùng. Qua đây đi. Bỏ áo xuống anh ơi. Cái gì? Qua đây. Cô đừng làm bậy nha con. Đây giới thiệu ông này. Ông này là chết lãng xẹt. Chết lãng xẹt ta kêu là lãng tử đó. Ông này là chết lãng xẹt. Sao con? Như á, là con thấy cái dốc dáng này á hả, xem giống giống như là cái đúng tên rồi. cướp con ở ngoài đường á. Nhưng mà tại vì nó bịt mặt nên con không biết là phải không này hay không. Nhưng mà cái tướng tá thì cũng ngang như vậy đó. Còn có gì? Giống mà. Cái gì? Cái chiều cao thì con nhớ là giống như vậy đó cha. Cô hả? Không hãm hại được tôi là cô bây giờ cô đặt điều vô khống hả? Nếu như mà không sợ người ta vô khống á thì anh phải múa võ ra đây đi. Để tôi coi anh phải là người võ công như thế nào. Ủa? Cô mắc gì tôi phải làm theo cô? Không đúng rồi. Nếu mà không làm như vậy là anh là người một cái kẻ mà đã cướp nhan sắc rồi. Cướp cái đôi tay của tôi ở ngoài đường đúng không? Rồi, múa thì múa. May mà không có má tôi ở nhà đó. Có má tôi ở nhà hả, xử đẹp anh hơn nữa. Trời ơi. Đâu, bây giờ con muốn công tử này muốn giỏi gì? Để con nhớ thôi. Xa Quyền. Xa Quyền. Xa Quyền. Xa Quyền. À. Trời ơi, Xa Quyền kìa. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Rồi, giỏi gì nữa? Không phải giỏi này. Mà Hầu Quyền. Hầu Quyền. Hầu Quyền. Hầu Quyền. Hầu Quyền. Con khỉ Quyền. Con khỉ cũng vậy luôn hả? Con khỉ này kỳ vậy? Giống cái này quờ Quyền quá. Quờ Quyền quá hay. Ok chưa? Rồi, em U Quyền. Em M.U Quyền. Mù hả? Múa coi. Chết xác rồi. Quan tới đây vậy? Tại sao các ngươi lại hành hung người vô cớ? Không phải là hành hung mà là bắt thủ phạm. Đúng nộp cho triều đình. Chàng công tử này đã làm gì mà các ngươi kêu là thủ phạm? Chính hắn đã cướp đôi bông tai của con gái tôi. Dạ, chính hắn. Cái mặt hắn còn in trên đây luôn nè. Đúng, chính hắn. Suy nè, người giống người đó là chuyện bình thường. Làm gì có chuyện giống cha, người hai dùng nước vậy? Cái gì vậy? Một đoạn vô quan hiếp cha con. Cha người không thấy nhưng ta thấy. Người cua nó trước. Thấy chưa? Cái chuyện này không chưa? Có chuyện này không? Chủ quan. Nhìn tôi tét áo từ ngoài đường chạy về nè. Thấy ghê chưa? Ông cũng nên coi lại cách cư xử của con gái ông. Mê trai thấy sợ. Trời ơi. Cha. Thằng nhục nhã quá. Ta nói cho ông biết, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nếu người ta phạm tội, ông phải đưa lên công đường để xử. Cớ sao lại hành hung người ta như vậy? Bây giờ ta sẽ đưa người ấy đi. Không được, không được. Phải bắt lại. Tại sao? Chính
nó là hung thủ đã có đầy đủ bằng chứng, vật chứng đầy đủ, tao gọi nó đó chính là hung thủ chứ hạ đó. Đúng rồi. Im, câm miệng. Anh có ta ở đây là đại diện cho phủ, tại sao ngươi lại hành hung hồ đồ như vậy? Trên kia tóc dài hay ngắn? Tóc ngắn. Ở đây ngắn hay dài? Tóc dài. Tóc dài. Có giống nhau đâu chưa? Em muốn quỷ đen làm sao? Vậy thì ai mới là người bị bắt, ai mới là đáng truy nã? Cái chuyện mày bị bắt hay truy nã, gia đình ông cứ từ từ mà tính. Mời công công về triều. Cái gì công công? Hả? Cái gì mà nói? Trời ơi. Hội quán Tiểu Lâm Airlines xin trân trọng kính chào quý khách. Tôi, tiếp viên trưởng Ngọc Lan, cùng với phi hành đoàn xin được đón mừng quý khách đến với chuyến bay mang số hiệu HGTL 01 2 3 4 5 6 7 8 9 0 có 10. Kính thưa quý khách, chuyến bay của chúng tôi chuẩn bị cất cánh. Xin cảm ơn quý khách. Thay mặt cho hãng hàng không HGTL Airlines, xin kính chào siêu mẫu Ngọc Trinh. Hả? Xin mời đến với khoang hạng nhất có 102, tức là có 1 mà không hề có 2, của hãng hàng không Hội quán Tiểu Lâm. Chào mừng quý khách đến với HGTL Airlines. Dạ. Dạ mời quý khách. Dạ không, tôi không thích. Tôi đã nói là tôi cần được đón tiếp như là một thượng khách. Ẩm tôi đi ăn. Dạ. Đường. À, đây anh Đạt. À. Có chuyện công sự đây vậy ông chủ? Đây quý khách này muốn ẩm vô ghế ngồi. Dạ xin lỗi, cái này là cái gì vậy? Cái này là cái súng nè. Đây là những dụng cụ để mà kiểm tra an ninh thôi à, siêu mẫu. Bây giờ siêu mẫu hãy vui lòng cho siêu mỏng này tới kiểm tra được. Được. À, sẵn sàng. À, giở tay lên. Cái gì vậy? À, dạ sao ạ? Tôi nhạy cảm lắm. Nhột quá, nhột lắm. Nhột. Tôi nhạy cảm chút xíu thôi mà. Dạ, theo nguyên tắc của hãng hàng không của chúng tôi thì phải kiểm tra. Rồi làm lại đi anh. Trời ơi, giờ cao vậy. Ôi, tôi thích quá. Ôi, một cái nữa đi. Cảm ơn. Cảm ơn, thích quá. Được rồi. Dạ. Dạ. Cái gì đó? Phát hiện gì vậy? Cái gì? Có vũ khí gì không? Hay chất hóa học gì ở đây không vậy? Ông chủ à? Không. Cái này tôi nghĩ là chúng ta có thể thương lượng. Thương lượng sao? Tôi thề là tôi không có mang cái gì là mà nguy hiểm lên cho chuyến bay của các anh đâu. Ừ. Tôi chỉ có... Cái gì? Ngại quá, không biết nói ra có bị cái gì không á. Bây giờ cô cứ nói. Ông chủ kiểm tra đi. 4.000 đó. Nó kêu là tại vì 4.000. Trời ơi. Dạ. Một bên 2.000. Hiểu rồi. Dạ. Rất là thôi tôi cảm ơn. Dạ. Thôi bồng siêu mỏng vô. Cái đồ bồng luôn hả? Siêu mỏng. Ông chủ cầm đây, cây cây cầm. Hàng của con giùm. Bồng đi. Trời ơi. Tôi thích quá. Cái này cho ông chủ thích lắm nè. Ông chủ không thích lắm á, mà ông làm không được nè. Anh lớn tuổi rồi. Trời ơi, hay quá này, tiếp đón siêu mẫu. Dạ, cảm ơn. Xích beo nha. Xích beo rồi đi. Siêu mẫu tự xích beo nha. À, được rồi. Thắt dây thắt cái nơ là được rồi nè. Đó, hai ông dễ thương rồi. Trời ơi, hay quá. Rồi, dạ. Ổn không ông chủ? Con xuống đây chơi với ông chủ vui nè. Đói bụng quá à. Ủa? Con với ông chủ. Khoan. Đói bụng quá. Khoan, siêu mẫu, tôi hỏi chút xíu. Chờ chút. Nè, dạ. Tao đang lái, tao kêu mày kính ở trong mày lái. Mình ra đây ở chỗ ai lái? Thì con ra đây thì bà chủ lái mấy bài. Phải có người lái. Ra đây ai mà lái? Trời ơi, em. Em. Hả? Em ra đây là ai lái trong? Ông lái. Cái gì? Anh ra đây rồi mà. Đạt lái. Hả? Ủa mẹ bà chủ mình đúng đó mà. Chứ sai gì rồi. Nhà mình 4 người. À!
Con Linh lại. Linh nó biết lái đâu? Có người lái. Con Linh nó hay lắm, nó không biết lái thì nó kêu nó tuyển phi công lái rồi. Trời ơi. Ai? Tuyển ai? Thôi thôi không biết đâu, chuyện đó của nó đi. Mình tưởng không vậy, trời, mình lái máy bay mình có bằng mới lái được nha. Thôi yên tâm đi, nhà tôi là ai cũng biết lái hết trơn á. Hên xui thôi. Trời ơi. Không được. Không sao đâu, siêu mẫu của bình tĩnh. Được, tôi sợ. Nghe. Thôi, bây giờ sao? Ông đi vô trong đó đi, đi vô. Bà ẩu lắm nha. Con Linh nó có biết lái đâu mà. Thì bây giờ đi vô lái đi, có chết chắc gì đâu. Trời ơi, đi vô à. Sao xích beo rồi đi lang thang trên cái ghế được vậy? Trời ơi, sao cái beo anh kỳ vậy? Xích beo rồi kỳ vậy? Cái beo xuống cái thang quá à. Còn xuống. Không sao, yên tâm đi. Trời, hãng hàng không này ổn lắm. Dạ, xin kính hỏi quý khách, quý khách có muốn dùng chi không ạ? Tôi nói rồi, nãy tôi nói với hai người này nè, tôi nói tôi đói bụng. Người ta đói bụng kìa. Dạ, hân hạnh được phục vụ siêu mẫu. Alo, gì vậy hả? Làm một tô hủ tiếu gỏi ly trà đá cho khách liền nha. Cái gì? Ê, tôi là siêu mẫu, tôi mua cái vé mắc tiền để lên đây ăn bị gõ hả? Vậy chứ quý khách muốn ăn cái gì ạ? Cái nước yến đi. Nước yến kìa. Bị gõ máy bay khác. Ủa, cuối cùng là vẫn cho ăn là mì gõ hả? Dạ. Nhưng mà mì gõ của hãng hàng không chúng tôi thì nó vô cùng khác. Nó không hề giống với lại các xe mì gõ ở ngoài đường đâu. Dạ, mời bà chủ hướng dẫn cách ăn cho quý khách. Dạ, khi mà chúng ta ngồi ở trên các hãng thương gia thì chúng ta cũng phải có cái cách ăn rất là thương gia. Dạ. Tôi thiết nghĩ cô là một siêu mẫu thì cô cũng đã biết cái cách ăn của một cái người thương gia rồi. Đó là chúng ta ăn và chúng ta không để lại tiếng động. Dạ. Chúng ta hút một cái sợi mì nó dài và nó vô hết vô trong người của mình. Dạ. Chỉ bằng một hơi và không phát ra tiếng động. Nguyên tắc siêu mẫu à? Đúng. Mời siêu mẫu. Không à. Một thời. Đó, phát ra tiếng động như vậy là không được. Vậy là không ổn. Không ổn rồi. Không nghĩ ra. Trời ơi. Mất thần tượng quá. Cái hãng này phục vụ dơ bẩn quá à. Không có, tại siêu mẫu. Sao vậy siêu mẫu? Tôi đâu có sao vậy siêu mẫu bị chứ vấn đề gì? Không phải, tôi đang ăn tự nhiên kêu không đạt hiệu quả cho nên tôi sợ tôi mới nhả ra. Trời, lỗi của bà chủ rồi. Đúng rồi. Bà chủ ơi, thì không sao đâu. Chị này sai rồi đó, làm lại đi. Không sao, trộn lại ăn lại bình thường được mà. Trời ơi. Đó hả? Nhẹ nhàng, mình phải nhẹ nhàng, siêu mẫu phải nhẹ nhàng. Đức Lý ơi. Cầu đúng không bà chủ? À, bây giờ như thế này, chúng ta phải phòng những cái trường hợp bất trắc xảy ra. Dạ. Ví dụ như là máy bay gặp sự cố. Dạ đúng rồi. Đó. Máy bay đang bay vô vùng có khí hậu xấu. Dạ đúng rồi. Xấu quá. Hướng dẫn cho khách đi bà chủ. Bây giờ bay. Trên vên quá rồi. Đúng rồi, trên vên quá. Lắc lư quá. Quý khách vẫn phải ngồi dưới tình trạng. Đeo đăng tích, cái đó lú tai quá. Lỗ tai quá. Ra máu lỗ tai rồi. Bây giờ phải cắt cái lỗ tai hay sao? Đúng rồi, phải cắt cái lỗ tai. Sao bây giờ đau lỗ tai quá bây giờ? Cái chuyến bay đi bị bạo lực hả? Không phải, quý khách may mắn lắm được đi chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đúng của tôi rồi, đó. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta giả dụ chúng ta đang máy bay chúng ta đang rơi xuống biển. Bơi đi. Bơi đi. Sao vậy? Không biết. Bị cái gì vậy? Tôi uống nước. Không có chuyện gì xảy ra, mày làm cái bà kia đi máy bay bình thường không có gì hết trơn. Mày bắt bà thổi mà bà ối đầy trên máy bay hết trơn. Ai mượn giặt áo cho người xem lưng. Tôi không có giặt áo xem lưng gì trơn á. Có giặt tôi giặt chứ, xem bụng thôi. Sắp tới chưa? Tôi không muốn ở đây cái giờ phút chị nào nữa. Chị bình tĩnh. Bình tĩnh sợ đi. Sợ quá. Nãy giờ chỉ là một cái sự hiểu lầm thôi. Bình thường không có gì hết trơn á. Nghe nha. Gì?
Gì ông? Hả? Sao ông? Ông qua ông khen tôi hả? Chuyện gì nữa vậy? Ông chủ. Bà làm cái trò gì vậy? À? Bà làm cũng giống ai đâu rồi. Bực mình quá. Bây giờ tôi ra đây tôi giải quyết chuyện này, ai chống? Ai chống lo lái với bà? Con Linh. Chủ tính đi. Linh à. Dạ cha yêu gọi con. Chuyện buồn lái ra đây con. Tôi có tôi đây không nên theo dõi này. Có trong. Dạ con chào cha yêu. Đây là buồng lái của mình cầm. Ủa mà đây vui lắm hay sao mà cha ra đây á, cha không có thèm vô lái máy bay luôn, để cho con lái mình con vậy, mặc dù á con chưa có bằng lái gì hết á. Con à, bữa nay á hãng của mình tiếp đãi một cái người siêu mẫu rất nổi tiếng này. Dạ, con tưởng là con thường. Em đứng dậy chút xíu được không? Trời dạ, ơi, đây là cái con đứng nói chuyện được rồi. Ba ơi, tại vì con gặp thần tượng con mừng quá, con phải ngồi xuống vậy. Phải không? Mình vô nhà mình chụp tấm hình tự sướng ấy đi nè. Trời ơi, lâu là trời, bữa nay gặp được. Siêu mẫu, phải chụp hình cho con. Thôi khỏi đi ba, selfie đi cho nó. Đó, mình chụp vô chụp tấm hình tự sướng luôn đi chứ. Siêu mẫu người ta cao 1m9 lận. Siêu mẫu gì có 1m1 vậy? Không biết, mọi người mỗi nghề, này người mẫu thiếu nhi sao? Ê, đây, đây, chị nói gì là chị xúc phạm nghề nghiệp tôi nha. Đó có, tôi đâu có xúc phạm tới chị đâu, đúng không? Đó. Nhưng mà chị nói là chị phải để cho người ta nói. Chị nói tôi thì sao? Người mẫu 1m9 là cái chuyện bình thường. Người mẫu mà 1m1 như tôi mới lạ. Tại vì người ta là siêu mẫu gì đó, còn tôi siêu mẫu đồ bộ, được chưa? Đúng không? Siêu mẫu đó mà siêu mẫu đồ bộ á. Giờ catwalk cho coi coi. Vậy catwalk coi. Diễn rồi nè. Bây giờ diễn mà qua tôi ha. Ha, nếu mà qua tôi bỏ máy bay tôi đi xuống luôn. Còn nếu mà diễn mà không có qua tôi là bỏ máy bay đi xuống. Trời ơi. Nha. Tôi chấp làm đi, làm đi. Tôi chấp đi trước 3 bước luôn á. Làm đi, làm đi. Tôi chấp đi trước 3 bước á. Ôi trời ơi. Trời ơi. Bà nín nha. Bây giờ tôi không có nói cái chuyện bình thường với bà nữa. Tôi đem mấy cái hàng chợ ra tôi nói với bà. Sao? Bây giờ người ta siêu mẫu, người ta cũng là con người. Đúng.
Người ta buồn ngủ thì người ta ngủ kiểu nào kệ người ta. Đúng. Mắc chứng ôn gì đi chụp hình người ta làm chi. Đúng. À, người ta cũng phải ăn. Ăn mà ngồi mà nhỏ nhẹ như vậy thì chừng nào mới có thời gian làm việc. Đúng. Tôi không cần biết, đã nói là thần tượng của tất cả mọi người, thần tượng của giới trẻ. Thần tượng là chừng nào người ta bước lên cái sàn diễn của người ta thì người ta sẽ làm đẹp. Đúng. Còn cái sinh hoạt bình thường, người ta cũng là con người chứ không phải người ta là cô hồn. Thôi xuống máy bay đi. Khoan, bé lấy cái bóp cho chị. Ủa đi đâu vậy? Đi đâu? Xuống máy bay chứ đi đâu. Ba, em hỏi ba, ngừng lại nãy giờ rồi má. Chưa kịp phỏng vấn thần tượng của con gì hết á. Đó, mẹ làm cho thần tượng con xuống máy bay luôn. Ai biết tự nhiên con lăng quăng nó vô giá xuống chưa biết đâu. Hết giờ bay. Ông chủ, bây giờ sao ông chủ? Hết giờ phục vụ, đóng cửa. Khoan, lại đánh xuống hả? À, vô dụng không dụng lực nữa rồi. Tự nhiên các mày múa vậy? Mày vô dụng không dụng lực các mày làm tao bướm vậy? Đi chị, bấm giờ đứng lại đi. Bấm giờ đứng lại. Bấm giờ đứng lại. Chị. Hả? Nãy giờ chửi chị quá trời. Chị là gì của anh vậy? Vợ. Vợ hả? Ừ. Già quá rồi. Lấy em đi, em tính lấy mấy bà. Hả? Ơi. Trời ơi. Bà chủ. Trời ơi, tôi đóng cửa tôi không phục vụ rồi mà ai mở cửa cho nó lên. Bây giờ nó giết chồng tôi rồi trời. Đóng cửa. Ai đây? Em không biết nữa. Hả? Bởi vì kêu em vô quán để ăn rồi cứ để em ra bắt em bận đồ rồi. Em nghĩ chắc em làm Alibaba quá. Alibaba. Giờ mở cửa chắc 40 tên cướp đứng chỗ. Trong đây nè, có 4 tên thôi nè. Có 4 tên thôi là muốn trào máu rồi nha. Đừng nói 40 tên. 4 tên đại diện cho 40 tên đó. À đó. Nhưng mà đây là hội quán Tiếu Lâm. Trong đây giống như là một cái quán ăn. Nhiều món ăn ngon, nhiều món ăn hấp dẫn lắm. Chà, nhìn cái tướng vậy chắc là ăn cũng tốt lắm đây đúng không? Dạ, em khoái ăn lắm. Nhưng mà chả biết bạn có phải là Alibaba thiệt hay không nữa. Nhưng mà thôi bây giờ mình cứ vào trong đó đi. Rồi mình sẽ biết bạn là ai nha. Vào rồi biết ha. Vào rồi biết. Nào, xin mời hội quán Tiếu Lâm mở cửa ra nào. Tạm biệt. Mừng quý khách đến với một xứ sở thần tiên, một xứ sở không thể nào tưởng tượng nổi. Xí, ông là ông thần nùi dẻ hay gì vậy? Không biết ta đâu, từ từ sẽ biết. Đến với xứ sở thần tiên này, bạn phải có một vũ điệu chào mừng, hãy nhảy cùng tôi nhé. À. Vô. Kìa. Đi nhảy này. Đi nhảy gì? Đi nhảy này nhìn quen lắm. Ai quen? Aladdin phải không? Sao biết tôi vậy? Không nhận ra tôi, không biết tôi hả? Ông ai? Biết này là gì không? Cái này không biết kêu bằng cái gì luôn á. Cái đèn thần đó. Cái đèn thần hả? Biết tôi là ai không? Ông là ông cầm đèn thần. Đúng rồi. Số tôi nó vậy á. Là sao? Đẻ ra là cứ ôm cái đèn này đứng nhìn vậy đó, hết dầu cái châm vô đứng cầm cái đèn vậy hoài luôn, số nó vậy. Vậy ê, bữa nay cứu thoát được số rộng này giùm không? Dạ tôi kêu làm gì ông? Bây giờ chà cái đèn cho ông thần xuất hiện lại để tôi giao cái đèn này cho cậu chứ, bây giờ tôi cầm cái đèn vậy hoài, tôi đứng tôi cầm hoài tội nghiệp tôi chứ. Bây giờ tôi chà hả? Đúng rồi, chà đọc thần chú đi chứ. Tôi đâu có biết thần chú đâu đọc. Đinh mấy năm trước trà là ra ông thần đèn mà. Trời ơi lâu quá nó đổi bát rồi ba ơi. Ráng nhớ giùm tôi trà cái đèn đọc thần chú giùm cái đi. Mà giờ tôi không nhớ cái cao nó là cái gì nữa nè. Cao bát quật gì cứ trà nhớ trong đầu nhớ cái gì, đọc thần chú nhảy múa điện vũ gì đó. Trời ơi tội nghiệp tôi quá mà. Tôi không biết. Lại không xuất hiện là không phải rồi đó. Chứ giờ đó nói cái gì mới ra. À tôi nhớ câu thần chú rồi. Câu gì? Tờ hần chờ ú. Đọc nhanh 3 lần. Tờ hần chậu. Đúng rồi. Không. Ơ tí cười. Thần đèn xuất hiện rồi. Tôi thấy rồi. Thần đèn. Ê, ơi, ta
ông mừng ai thật cô thật là có đàn thật đây đây ai Aladdin 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 đi à dạ phải không dạ đúng rồi nhớ cách đây mấy chục năm ngươi ốm lắm mà dạ sao bây giờ ngươi mập như vậy con tại con mau lớn chừng nào đẻ hả dạ chừng nào ông đẻ con đẻ thôi thôi lần trước á ta cho ngươi ba điều ước bây giờ ta muốn lấy lại gì sao kỳ vậy cho ngài ngươi phải cho ta lại ba điều ước nếu không ta sẽ đi theo ta ám ngươi hoài không ngày nào ngươi ăn ngon ngủ ngon thấy chưa ba điều ước xin lại con đâu phải thần đâu con cho cứ xin đi cái chà chà đó là nó sẽ có hiệu nghiệm liền ai xin ta dạ, ông xin và ông kêu ông cứ xin đi ta đúng xin. Rồi đúng ta rồi. Xin con một điều ước thì ông xin con gì à để coi coi ta là thần mà bây giờ ta xin thì ta phải suy nghĩ dạ ta muốn thấy một cái điệu múa móc mỡ múa móc mỡ ông hả không người móc mỡ người múa móc mỡ thì ta coi múa mỡ thôi chứ móc mỡ thì múa mỡ thôi chứ múa móc rồi mỡ thôi được rồi ông cũng có mỡ mà sao ông đối xử với người có mỡ kìa múa mỡ cho ta coi cũng được rồi múa mỡ đi múa mỡ ta múa cho đẹp nha không đẹp là người sẽ chết cái đà đó trời ơi rồi chưa được chưa hay hay ừ được rồi được chưa bây giờ con được ước thứ hai ước gì để vậy? Coi à cái điều ước này ta muốn dành cho con gái cưng của ta vai để ta kêu con gái ta ra không có con gái nữa có hả con gái cưng của ta đâu mau xuất hiện Dạ, con xin chào cha. Ủa? Mà hôm nay tại sao ai móc cha ra đây vậy? Con hỏi là ai móc cha ra đây? À đây, chính là cha Aladdin. Ôi xin chào một anh chàng dễ thương, múp míp, mỏng mỉm và rất là béo phì một chút. Tại vì Aladdin của em ngày xưa bay trên thảm không có thể nào mà mập như vậy được. Thì bay trên cái thảm mà mập vậy nó mới thê thảm đó. Được rồi, sao cũng được. Nhưng mà em rất là cảm kích vì anh đã chịu khó chui vô hang này để mà gặp em. Bây giờ em rất là mừng. Cha ơi, cha nhớ là cha cho con ba điều ước không? Bây giờ con thực hiện một điều ước liền nha. Được. Con ê, một điều ước. Ông ước hết điều rồi. Cha ước một điều rồi, bây giờ con một điều thứ hai. Có hai hả? Ồ vậy đó hả cha? À, một điều thôi con. Anh có thể múa rắn cho em được không? Và em sẽ trổ tài thổi sáo. Múa rắn hả? Lấy đạo cụ cho ta. Rồi rồi. À đi. Giờ tôi múa làm con rắn hả? Bữa nay là con chú thổi cho con rắn múa nha. Ừ. Làm sao mà con rắn từ lúc nằm á nha mà em thổi á? Nó dạ, phải con rắn nó ngồi nằm hay nó bò cũng giống nhau mà. Thì bây giờ nói nghe, nói chung là con rắn nó cuộn tròn lại đó. Trước khi nó bò, hiểu chưa? Sao con cuộn được chứ? Trời ơi, ta muốn cái cuộn. Đúng rồi. Sao nó tròn? Không được. Dạ, cái này là con rắn hay là con chăn vậy? Con cái bụng rồi. Cái đầu cái khó mà vậy. Rồi nè. Trời ơi. Đừng có múa điệu gì vậy trời. Sao hay quá vậy? Một, hai, ba ta thổi nha. Thổi lên. Con rắn đang bơi luôn kìa. Bắt đầu. Bò đi. Cho con rắn nghe hip hop đi. Trời ơi. Thấp. Ôi cha ơi, con đã thấy vui rồi. Bất ra là chàng trai Aladdin này cũng làm cho con được vui. Vui không? Wow. Cảm ơn chàng. Anh già Aladdin nè, ra là giúp tôi hai ước rồi, tôi cảm ơn em. Có đồ ăn bồi bổ cho anh, đợi chút xíu nha. Anh ngồi xuống đây có được ăn. Đây. Được ăn. Món ăn quen thuộc của xứ sở mình. Cái này ăn cái gì vậy? Trời ơi, cái món ăn này là mấy con rắn khoái lắm. Ủa làm sao? Đang hành giới thiệu. Cái này là một món trứng. Trứng kiến không? Đó là trứng, mấy trứng này ốp la hết rồi đó. Chết đây. Không, chết không? Không, trời có ơi, chết. Món này mấy con rắn nó khoái lắm. Có thể ngủ lâu thôi. Được không mà. Chưa ăn chứ phải chưa liếm. Nhấp môi mà. Rồi, quất đi. Ăn rồi ăn mà, chưa uống rượu, nhấp môi. Nó muối thơm quá. Đúng rồi. Ngon lắm. Thấy ghê quá. Không mà. Rồi, cảm ơn đã giúp hai điều ước nha.
Rồi, sao nữa? Mời phu nhân, mời phu nhân ra. Ai móc ông ra vậy? Đây, người đã móc ra. Aladdin. Ồ, Aladdin. Rảnh ha. Người ta ở trong đây thì để cho người ta ở trong đây đi. Móc ổng ra chi vậy hả? Dạ con rảnh mà, con rảnh con mới vô động chứ con không rảnh con đi chơi rồi. Con dạ, có xin ba điều ước. À, người ta đã xin được hai điều rồi. Còn một điều cuối cùng tôi muốn dành cho nàng. Đúng rồi, đúng rồi. Trời, Aladdin, tôi á, từ hồi nào tới giờ á, tôi ở trong cái hang này nè. Mà hả, trong hang nó không hề có một cái gương nào hết để cho tôi soi mặt hết. Nếu tôi không thể nào hình dung ra được nhan sắc của tôi nó đẹp tới cỡ nào. Ai cũng nói tôi đẹp hết mà tôi không có tin. Bây giờ á, Aladdin làm ơn á, cho tôi một cái gương để mà tôi tin tôi đẹp đi. Con thấy bà không tin là đúng rồi đó. Sao vậy? Đúng rồi đó, ở đây ai còn đẹp qua tôi. Trời ơi. Má con á hả? Trời ơi. Má con mà chặt cái ớt à? Trời ơi. Nó là con của chồng tôi chứ không phải con tôi. Cái gì vậy? Con ghẻ hả? Khổ quá, ta đi có gắn có bao thời gian đâu mà hai má con là mâu thuẫn vậy. Dạy con lại đi. Trời, từ từ từ. Lấy gương ra đi để tôi soi coi ai đẹp hơn ai. Cái gương. Nè, bây giờ chỉ cho. Nè, bây giờ nè. Hả? Đứng đây. Bây giờ đây là cái gương ha. Đây là cái gương. Tôi là cái gương đó hả? Đúng. Aladdin là cái hình ảnh phản chiếu của tôi. À. Đó. Thì bây giờ tôi soi gương nè. À. Đó. Đẹp lắm. Trời ơi, để nhạc cho gương nhảy luôn kìa. Trời ơi. Được hết trơn á, tôi bực bội. Tôi phiền tà. Là đúng rồi. Ông cho hồi đó ông chưa thấy gương bao giờ luôn hả? Ông nhìn vô là thấy ông luôn rồi đó. Ông Vũ sao vậy? Không có sao hả? Hồi đó giờ cũng chưa thấy gương sao cho con sâu chút xíu ông chủ. Gương ơi. Ê. Ê. Nè. Chết rồi. Sao hại bạn? Ôi. Hay quá vậy ta. Hay quá vậy ta. Trời cái gương. Trời cái gương. Sao mập quá vậy? Sao mập quá vậy? Không giỡn nha. Giỡn nha. Thôi nghỉ nghỉ. Thôi, ông chủ như đây đủ rồi. Đây đủ rồi. Đủ rồi. Ôi. Bây giờ. Ê, cái gương bị lỗi rồi. Sao vậy? Cái gương bị lỗi rồi. Sao mình tới 4 người mà nó có 1 người vậy? Ờ kỳ quá. Cái gương bị lỗi rồi. Đập cái gương đi. Cái gương này bị hư rồi. Cái gương này bị hư. Trời ơi sao đập tôi dưới này. Ngài là ai? Ta chính là thần đèn. Woo! Cái gì? Cái gì? Ông nói cái gì? Ở đây chỉ có một thần đèn thôi. À, là đi. Dạ. Chờ đó. Dạ. Đúng là ở đây chỉ có một thần đèn. À. Nhưng thần đèn đó chính là ta. Dù lý. Chuyện gì mới là có lý? Bây giờ tôi với ông thử thách. Nếu ông là thần đèn thiệt, tôi sẽ ở lại đây làm công không cho ông suốt đời. Được. Nếu ông là thần đèn giả, tôi sẽ đưa cậu Aladdin này ra khỏi động này. Được. Mời ông. Hay quá. Wow.
ông Thanh Đen à. Bước đầu là... Lấy cái chân này lên ba. Bây giờ con vợ làm thế được không? Rồi chóng lên đi luôn. Chết. Thử thách này có lẽ đối với ông nó hơi khó. Hồi nãy ông đã bảo cậu ấy cuộn tròn. Bây giờ ông cuộn tròn với tôi được không? Hay quá. Cuộn đi.